mươi 390, Đông Hoàng Đại Lục, ta gọi y phiêu phiêu, nghe được câu này, giang giật cả người như sấm kích, nhìn qua trước mắt chương này cùng pho tượng giống nhau như đúc hư ảnh, hắn hoảng hốt ở giữa coi là thấy được chân nhân, bất quá hư ảnh câu nói tiếp theo, để hắn tỉnh táo lại. Kia hư ảnh tiếp tục mở khẩu nói, hai từ, đầu tiên ta phải nói cho người chính là, cái này hư ảnh là ta dùng đại thần thông bảo lưu lại tới huyến tượng. Huyến tượng, giang giật toàn thân chấn động, hắn thân thể hướng bên cạnh khẽ động, quả nhiên phát hiện kia hư ảnh không nhúc nhích, ánh mắt vẫn như cũng nhìn qua vừa rồi hắn chỗ đứng lập địa phương, đây không phải vô thần như thế tàn hồn, đích thật là bảo lưu lại tới huyễn tượng. Hai tử, người có thể nhìn thấy cái này huyễn tượng, nói rõ người đã phá giải đan điền phong ấn, đồng thời tại trước 20 tuổi đạt đến thần du cảnh trở lên. Năm đó ta cùng Thủy U Lan bàn giao, giống như ngươi không thể dựa vào thực lực mình đi vào tinh vẫn đảo, cái này mục tiêu là không thể nào giao cho ngươi mà lại giống như ngươi 20 tuổi trước còn chưa tới đến tinh vẫn đảo, cái này mục điêu sẽ chính mình hủy đi. Có lẽ ngươi hội quái mẫu thân tâm ngoan, nhưng ta nói cho đúng là ngươi đan điền cũng không phải là ta phong ấn, mà là sau khi sinh tựu có, mà lại cái này phong ấn mẫu thân còn không giải được. Sở dĩ ta nghĩ ngươi nếu là không có cách nào tu luyện, tự an nhàn chỗ tại thiên võ thành bên trong qua hết cả đời này, biết rõ quá nhiều con sẽ để cho ngươi trôi qua càng thêm không vui. Đương nhiên, giờ phút này ngươi có thể nhìn thấy cái này huyễn tưởng, kia chứng minh con của ta quả nhiên không giống với người khác, người cũng có tư cách biết rõ một chút tân bí. Người có thể đi vào cái này, người có thể hẳn phải biết, phần mộ của ta là không, trên thực tế mẫu thân hoàn toàn chính xác lừa gạt ngươi, ta. Cũng chưa chết, xin tha thứ mẫu thân, ta cũng không phải là cố ý muốn lừa gạt ngươi, mẫu thân cũng rất không muốn rời đi ngươi, vứt bỏ ngươi, mẫu thân là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Nếu như chúng ta hai mẹ con có thể có cơ hội gặp mặt lời nói, ta thông ra gặp nhau khẩu nói cho ngươi cái này nỗi khổ tâm. hải tử, không muốn ý đồ đi tìm mẫu thân, cũng không cần đi nghe ngóng mẫu thân đi nơi nào, bởi vì coi như phụ thân người cũng không biết ta đến chi phương nào. Người có thể nhìn thấy cái này một điều, nói rõ mẫu thân còn chưa có trở lại, cũng mời ngươi tin tưởng mẫu thân, ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp trở về tìm ngươi. Đương nhiên, giống như người có thể tại trước 20 tuổi, tu luyện tới kim cương cảnh đỉnh phong, người cũng có tư cách tìm đến mẫu thân, đến lúc đó người có thể đi đông hoàng đại lục, tìm một cái gọi dư ôn người, hắn sẽ nói cho ngươi biết như thế nào mới có thể tìm tới ta. Người muốn nhớ lấy một điểm, nếu là ngươi không thể tại 20 tuổi đạt tới trước kim cương cảnh đỉnh phong, người coi như tìm tới dư ôn, hắn cũng cái gì cũng sẽ không nói cho ngươi. Tốt, con của ta, nếu là chúng ta hai mẹ con đời này tử không có thể lại gặp nhau, xin đừng nên thương tâm, đây là lên trời cho chúng ta số mệnh. Còn có, không nên trách phụ thân ngươi, chuyện năm đó cũng là mẫu thân quá kích, giống như có thể nói, hy vọng các ngươi có thể phụ tử nhận nhau, dù sao hắn là phụ thân của ngươi. Cuối cùng, mong ước ngươi có thể hết thảy an khang, mẫu thân vĩnh viễn sẽ yêu ngươi, nghĩ ngươi, niềm tình ngươi. Câu nói sau cùng nói xong, y phiêu phiêu hư ảnh chậm rãi biến mất, lúc nói chuyện, trên mặt nàng từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười hiền hòa, đẹp đến mức say lòng người, gian giật tải hư ảnh biến mất một khắc này, sớm đã là lệ rơi đầy mặt. Y phiêu phiêu lưu lại cũng không nhiều, rất nhiều tin tức cũng không kiện toàn, nhưng vẫn là để giang giật tinh thần nhất chấn, chỉ ít xác định mấy giờ. Đệ nhất y phiêu phiêu còn sống, đệ nhị nàng đích xác là có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ rời đi, đệ tam hai người còn có cơ hội lại gặp nhau. Cái này ba điểm để giang giật cả người đều hưng phấn lên, mặc kệ cỡ nào khó khăn, hy vọng cỡ nào xa vời, chỉ ít còn có hy vọng. Trước 20 tuổi đạt tới kim cương cảnh đỉnh phong, đông hoàng đại lục, dư ôn, giang giật thì thào, ánh mắt càng ngày càng kiên định, hắn mới 17 tuổi, thực lực đã sẽ đạt tới kim cương cảnh, mà hai năm trước đó, hắn vẫn là một cái chú đỉnh cảnh nhất trọng phế vật. Đã hắn có thể tại trong hai năm này sáng tạo từng cái kỳ tích, cũng không phải là không có khả năng sáng tạo kế tiếp kỳ tích. Mẫu thân, chờ lấy Hải Nhi, Hải Nhi nhất định sẽ nhanh chóng tìm tìm ngươi. Giờ khắc này, Giang giật đối thực lực cường đại có càng nóng lòng khát vọng, bởi vì chỉ có trở nên cường đại, hắn mới có thể đi tìm tới cái kia số khổ nữ tử. Cái kia đến xa mới, tại thiên tinh đại lục tổn thương thấu tâm, cuối cùng bất đắc dĩ vứt bỏ chính mình con ruột số khổ nữ tử. Y phiêu phiêu lưu lại huyến tượng, lưu lại ngôn ngữ, không một không chứng minh nàng đến cỡ nào yêu giang giật. Một nữ tử, nếu như không có không thể kháng cự nguyên nhân, nàng sẽ cam lòng bỏ xuống chính mình tuổi nhỏ hài tử sẽ nhiều như thế năm đều không trở lại một lần nhìn. Y phiêu phiêu như thế thực lực cường đại, cũng không thể kháng cự, điều này nói rõ cái này nỗi khổ tâm vô cùng nghiêm trọng, rất có thể nàng giờ phút này chính gặp một loại nào đó cường đại chỉ trích. Nghĩ tới đây, Giang giật tim như bị đau cắt, một mình hắn yên lặng đứng tại thông thiên các tầng cao nhất, trầm mặc không nói, trọn vẹn đứng một canh giờ, trong đầu đều là tấm kia ôn nhu mỹ lệ từ ái mặt. Phanh phanh, một canh giờ sau, hắn dứt khoát đi xuống thông thiên các, đi ra bên ngoài lúc, sắc mặt hắn khôi phục bình tĩnh, trong mắt đều là ý chí chiến đấu, trước nay chưa từng có cường đại ý chí chiến đấu. Thủy U Lan ngồi tại bên trong điện thản nhiên uống nước trà, Giang giật đi tới về sau, nàng nhàn nhạt nhìn lướt qua khẽ vuốt cằm nói phiêu phiêu tiểu thư hải tử quả nhiên tâm tính thường đại giang giật người rất không tệ bên trong trong biện còn có ba cái thủy nguyệt quan trưởng lão nghe được thủy u lan đều rất là kinh ngạc đã nhiều năm như vậy các nàng còn là lần đầu tiên gặp thủy u lan khen người làm thiên hạ đệ nhất nhân thủy u lan thực chất bên trong là kiêu ngạo cũng bản năng coi trời bằng vung có thể được đến ca ngợi của nàng đây chính là khó được vinh hạnh đặc biệt giang giật chắp tay hành lễ lúc này mới hướng ba vị trưởng lão nhìn thoáng qua Thủy U Lan vung tay lên, ba người lập tức lui ra, Giang giật lúc này mới trầm giọng hỏi, quán chủ, người cũng đã biết Đông Hoàng Đại Lục. Ừ, Thủy U Lan đẹp mắt lông mày nhăn lại, lắc đầu nói, chưa từng, đây cũng là hải bên kia đại lục đi. Trong lịch sử Thủy Nguyệt Quan không có bất kỳ cái gì cường giả đến hải phía bên kia, cũng bao quát ta. Đương nhiên thiên tinh đại lục đã từng có các vị thiên quân trốn đi qua, nhưng cuối cùng đều chưa từng trở về, cũng không biết là chết tại bên ngoài, vẫn là không muốn trở về, sở dĩ ta cũng không có phía ngoài bất luận cái gì tư liệu. Nha, kia đã tới ngài thực lực như vậy, có thể xông qua cái này một mảnh hải vực sao giang giật vừa khẩn trương hỏi thăm về đến, y phiêu phiêu nói đạt tới kim cương cảnh đỉnh phong tự có tư cách đi tìm nàng, Thủy U Lan thực lực chính là kim cương cảnh đỉnh phong. Ta không có nắm chắc, Thủy U Lan trầm tư một chút, trả lời, theo ta phỏng đoán, nếu như ta nghĩ vượt ngang cái này một mảnh hải vực, chết khả năng ít nhất đạt tới 6-7 thành, cái này trong hải vực nguy hiểm rất rất nhiều tỷ như phía nam tử vong chi hải cho ta cảm giác nếu dám đi vào hẳn phải chết không nghi ngờ tử vong chi hải cổ quan nữ thi giang giật kinh hô lên trong đầu hiển hiện tử vong chi hải hạ nhìn thấy một màn kia giờ phút này đều có chút dùng mình lòng còn sợ hãi a à, thủy u lan xem giang giật biểu lộ trong mắt đẹp tinh mang lóe lên quát khẽ nói giang giật làm sao người biết tử vong chi hải dưới có cố cổ quan cùng nữ thi chẳng lẽ người đi vào qua nhìn thấy Giang giật nhẹ gật đầu, mà lấy Thủy U Lan lòng giả cũng có chút kinh ngạc, nàng thở nhẹ nói, Giang giật, ngươi là thế nào trốn tới cái này thật bất khả tư nghị, mau đem chuyện kỹ càng đi qua nói một chút, nữ thi này thế nhưng là có khả năng đối thiên tinh đại lục tạo thành diệt thế to lớn tai họa ngầm. chương 391, Phong hóa ngàn vạn, cái này, Giang giật trần chờ chuyện đã xảy ra hắn có thể nói, nhưng Giang tiểu nô sự tình hắn không muốn cáo chi bất luận kẻ nào. Sở dĩ cuối cùng hắn đem hải thú tập kích bọn họ chuyện sau đó nói một lần, cuối cùng che giấu làm sao trốn tới sự thật, chỉ là có chút xin lỗi chắp tay nói, quán chủ, sự tình chính là như vậy, còn như ta làm sao trốn tới, tha thứ ta không thể bẩm báo, thật có lỗi. Ừm, Thủy U Lan ngược lại là cũng không trách móc, y phiêu phiêu trên người có quá nhiều bí mật, giang giật tại thời gian 2 năm, theo một cái chú đỉnh cảnh nhất trọng phế vật biến thành đại lục đệ nhất thiên tài, trên người bí mật cũng rất nhiều rất nhiều, nàng tự nhiên cũng sẽ không nhiều thêm hỏi thăm nàng trầm ngâm một lát sau dò hỏi giang giật người có thể hay không kết luận trong cổ quan nữ tử sống hay chết suy nghĩ kỹ một chút điều này rất trọng yếu không biết giang giật hồi tưởng mấy lần lắc đầu nói ta chỉ là nhìn mấy lần sau đó ta muốn dùng thần thức dò xét kia cổ quan lại sáng lên một đạo bạch quang linh hồn của ta đều bị thương ta không có cách nào phán định nữ tử kia sống hay chết bất quá ta không có cảm nhận được một tia sinh cơ dạng này a à. Thủy U Lan khe khẽ thở dài nói, thần trí của ta cũng dò xét không được, kia cổ quan cấm chế quá cường đại, phía trên có lôi đình chi lực, một khi thần thức tới gần sẽ chủ động công kích. Nữ tử này nếu là người sống, kỳ thật còn không nguy hiểm, liền sợ là ngàn năm cổ thi, đang mượn lôi điện chi lực rèn luyện thân thể, hấp thu ngộ nhập tử vong chi hải sở hữu sinh mệnh nguyên lực hoàn dương, vậy liền rất khủng bố, vạn nhất nàng muốn hấp thu đại lượng sinh mệnh nguyên lực còn không thể phục sinh, sợ là toàn bộ đại lục đều sẽ gặp hủy diệt tính tai nạn. Giang giật mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhẹ gật đầu, tử vong chi hải bên trong không có bất kỳ cái gì sống sinh mệnh, ngộ nhập kia phiến hải vực sinh vật đều sẽ hải đằng hủ thực, cuối cùng những sinh mạng này nguyên lực khẳng định hội tiến vào trong cổ quan, bị nữ tử kia hấp thu. Cô gái này tử không quản sống hay chết, tu luyện khẳng định đều là cực kỳ độc biệt tà thuật. Về sau tuyệt đối không thể lại tới gần nàng, Giang giật trong lòng mặc niệm một câu, ngẩng đầu lại cùng Thủy U Lan nói ra, quán chủ, kia phiến hải vực thường xuyên có hải yêu bạo động. Ha ha, Thủy U Lan cười nhạt một cái nói, ta biết người muốn hỏi cái gì, việc này hẳn là có người phía sau đang làm trò quỷ, mà lại người này không khó đoán, có thể dẫn động ba con yêu vương, còn không bị các người phát hiện chút dấu vết, chỉ có hai người có thực lực này. Một cái là thanh long hoàng triều lão già kia, một cái thì là có một loại thần kỳ ẩn hình thánh đan lâm thái giám, hai người này đều có hiểm nghi. Bất quá, người đừng nghĩ tìm tới chứng cứ, bọn hắn những lão bất tử này đã dám làm, đương nhiên sẽ không lưu lại nửa điểm dấu vết lăng ra lão tổ tông lão thái giám giang giật ánh mắt lộ ra một vòng nghiêm nghị sát ý lần này cần không phải giang tiểu nô ba người đều kém chút chết rồi bút chướng này sớm muộn đến tính toán chính hắn phỏng đoán lâm lão thái giám khả thi càng lớn bởi vì loại này âm hiểm sự tình cũng chỉ có loại này bất nam bất nữ người thích làm quán chủ người cái này nhưng có diễn võ điện giang giật đột nhiên đưa ra một cái rất kỳ quái yêu cầu thủy u lan có chút kinh ngạc rất nhanh đứng lên nói người đi theo ta đi Thủy U Lan đi ra bên trong biệt, trong tay toát ra màu lam nguyên lực, nàng ngọc thủ trên không trung vung lên, phụ cận không gian lập tức xuất hiện một cái màu lam vòng bảo hộ, nàng nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, đây chính là có sẵn diễn võ điện, ngươi tùy ý phóng thích công kích đi, có thể thẻ mặc của ta vòng bảo hộ, tính ngươi lợi hại. Tốt, Giang giật cũng không nhiều lời, trong tay hỏa long kiếm xuất hiện thả ra đạo văn công kích, mấy vạn đầu hỏa long gào thét mà ra, hướng vòng bảo hộ liên tục không ngừng công kích mà đi. Cái này, thủy u lan hôm nay lại một lần nữa lộ ra kinh sợ nàng nhìn chằm chằm những cái kia hỏa long nhìn mấy lần khẳng định dị thường nói ra giang giật người đây là trung giai đạo văn phong hóa ngàn vạn người cái này trung giai đạo văn là hạ giai đạo văn dung hợp mà thành vẫn là trực tiếp cảm ngộ. nguyên lai like cái này đích xác là trung giai đạo văn gọi phong hóa ngàn vạn hạ giai đạo văn còn có thể dung hợp thành trung giai đạo văn giang giật có chút kinh ngạc giải thích nói quán chủ ta đạo văn này là trực tiếp cảm ngộ. kỳ tài ngút trời kỳ tài ngút trời a à. Thủy U Lan liên tục cảm khái hai tiếng, bất quá rất nhanh bình thường trở lại, U U thở dài, phiêu phiêu tiểu thư 17 tuổi tựu đạt tới kim cương cảnh ngũ trọng, Giang Biệt Ly cũng là vạn năm không ra thiên tài, hai cái thiên tài sinh ra nhi tử như thế nào lại là tầm thường. Cảm khái hai câu, Thủy U Lan lúc này mới cùng Giang Giật nói ra, Giang Giật, ta cái này có cái tàng thư các, bên trong có quan hệ với đạo văn giới thiệu, cùng các loại hạ giai, trung giai đạo văn danh xương tư liệu, người có thời gian có thể đi nhìn xem. Đương nhiên thượng giai đạo văn danh xưng trong tàng thư các không có, bởi vì thiên tinh đại lục trong lịch sử không ai có thể dung hợp thượng giai đạo văn, coi như mấy vị kia thiên quân, cũng là lính hội dung hợp ba loại trung giai đạo văn mà thôi. Tốt, giang giật thiếu nhất liền là loại này lý luận tri thức, dĩ vãng căn bản không ai dạy hắn, hắn đây đều là đánh bậy đánh bạ tự mình tìm tòi ra được, giống như có thể cẩn thận học tập một phen, chỉ ít về sau tu luyện lại có một thứ đại khái phương hướng. Việc này xác định, Giang giật đem lần này tới tinh vẫn đảo một chuyện cuối cùng nói ra, quán chủ, người cũng đã biết làm sao khai quật thần mạch. Thần mạch, Thủy U Lan trong mắt tàn khốc lóe lên, rất nhanh kịp phản ứng, trầm giọng nói, Giang giật, người muốn đảo đảo đại hạ quốc thần mạch không được. Người không thể tự hủy tương lai, người có thể trực tiếp cảm ngộ chung giai đạo văn, tiền đồ của người bất khả hạn lượng, nguyên lực dễ dàng tu luyện, đạo văn khó khăn nhất lĩnh hội. Nếu như người tiềm tu 10 năm 20 năm, nói không chừng rất có thể đột phá một bước cuối cùng, thành tựu thiên quân thậm chí còn có khả năng phá toái hư không, đạt tới cảnh giới càng cao hơn. 10 năm, 20 năm, Giang giật đắng chát cười một tiếng, hắn nguyên bản tự có một cái ước hẹn 3 năm, còn có một cái vô hình ước hẹn 3 năm. Hắn nhất định phải tại trong 3 năm này đạt tới kim cương đỉnh phong, còn muốn tìm tới đông long đại lục, bằng không hắn cái này đều có thể không có cơ hội nhìn thấy y phiêu phiêu. Sở dĩ mặc kệ về sau tiền đồ như thế nào, có thể hay không trở thành thiên quân, có thể đi hay không bên trên võ giả đỉnh phong, Giang giật đã không đi cân nhắc, xe đến trước núi át có đường, vạn nhất không có đường, vậy cũng là mệnh của hắn. Quán chủ, cầu ngươi nói cho ta khai quật thần mạch biện pháp, xin nhờ. Giang giật thật sâu cúi đầu xuống dưới, Thủy U Lan không có trả lời hắn vẫn chưa thức dậy, thái độ dị thường kiên quyết. Thủy U Lan con ngươi lấp lóe, bất đắc dĩ thở dài nói, tốt ra, mẫu thân ngươi đối ta có ân, mặc dù là Thủy Nguyệt Quan, ta không thể giúp ngươi quá nhiều, nhưng chuyện nhỏ, ta quả quyết không có cực tuyệt lý do của ngươi, Ngươi hảo hảo nghĩ ba ngày, ba ngày sau ngươi xác định cần, ta sẽ cho ngươi khai quật thần mạch phương pháp. Cảm ơn quán chủ, Giang giật nhẹ gật đầu, Giang tiểu nô cũng cần khôi phục, hắn nhất định phải tại tinh vẫn đảo nán lại một đoạn thời gian, chờ Giang tiểu nô triệt để khôi phục sau mới có thể đứng dậy trở về. Thủy U lan khoát tay áo, truyền đến một vị trưởng lão, để nàng an trí Giang giật, chính mình trực tiếp trở về thông thiên các. Giang giật cũng không có đi nghỉ ngơi địa phương, hắn lần nữa đi vào quảng trường, đi vào cái kia bạch ngọc pho tượng trước mặt. Hắn một người lẳng lặng tại pho tượng phía trước đứng một hồi lâu sau, khóe miệng từ đầu đến cuối ngậm lấy cười nhạt ý. Một canh giờ sau, hắn ánh mắt dị thường kiên định, dùng chính mình mới có thể nghe được thanh âm nói ra, mẫu thân, chờ lấy hải nhi, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. chương 392, Ngũ Hành Đạo Văn, Thiên Địa Đạo Văn Giang giật tại tinh vẫn đảo ở, Giang tiểu nô cùng hách lão cũng bị hắn phóng ra, nhai tí thú đi bên cạnh một cái tiểu hải đảo, nó cảm giác được thủy u lan không dễ chọc tự nhiên ở lại đây lấy không thoải mái dứt khoát tại phụ cận chờ giang tiểu nô còn tại trong ngủ mê giang giật để thủy nguyệt quan người cho nàng tắm một phen đổi lại một bộ quần áo mới thủy u lan còn phái người tới truyền lời hỏi có cần hay không giúp tiểu nô nhìn xem bị giang giật cự tuyệt tiểu nô hô hấp ngày càng bình ổn sắc mặt cũng khá rất nhiều đoán chừng rất nhanh liền có thể thức tỉnh giang giật tự nhiên không hy vọng thủy u lan phát hiện bí mật của nàng hắn cũng thận trọng bàn giao hách lão tiểu nô sự tình bất luận kẻ nào cũng không thể truyền ra ngoài. Thủy Nguyệt quan trưởng lão cùng đương đại kiệt xuất nhất mấy tên nữ đệ tử, đại biểu Thủy U Lan mở tiệc chiêu đãi giang giật cùng hách lão. Trong lúc đó mấy tên nữ đệ tử đối giang giật không ngừng vứt mị nhãn, hàm tình mạch mạch, công khai ám lấy hướng giang giật biểu thị hảo cảm, mặc dù giang giật đã từng cùng Thủy Thiên Nhu là quan hệ thù địch, nhưng không chút nào ảnh hưởng những nữ đệ tử này đối với giang giật ái mộ. Thế giới này cường giả vi tôn, nữ tử đối cường giả rất là sùng bái, đối với tuyệt thế vô song công tử càng là ái mộ. Giang giật tướng mạo không tính khôi ngô, tính cách của hắn tương đối trầm ổn một chút, không giống rất nhiều công tử mặt ngoài phong độ cử chỉ nhanh nhẹn, kỳ thật rất là sốc nổi, hắn trải qua sự tình quá nhiều, trải qua tang thương, cái này khiến hắn tạo thành một loại đặc biệt khí chất, rất là hấp dẫn thiếu nữ. Hắn thân thế mê ly, có được vô số bí mật, hắn thực lực mạnh mẽ, 17 tuổi liền có thể quét ngang thần du cảnh, giờ phút này có một cái nhai tí thú càng là bình thường kim cương cường giả đều có thể lực kháng. Hắn anh vĩ sự tích nhiều vô số kể, quốc chiến đệ nhất, ngang nhiên phản quốc, truy sát thần võ quốc đại quân, đại náo hạ vũ thành, giải cứu tiểu hồ ly tránh cho đại lục hạo kiếp, một người lực kháng lục đại thế lực trăm vạn đại quân, tiến vào vô thần cấm địa không chết, đại náo huyền thiên thành. Trên người hắn có rất rất nhiều vinh quang, rất rất nhiều bí mật, quá nhiều anh hùng sự tích, những này giống như là một đóa hoa anh túc, thật sâu đem thủy nguyệt quan nữ đệ tử mê hoặc mặc dù rất nhiều nữ đệ tử đều biết giang giật đã lòng có sở thuộc nhưng vẫn là từ bỏ thận trọng to gan hướng giang giật làm ra một loại nào đó ám chỉ ý tứ hết sức rõ ràng chỉ cần giang giật ngoắc ngoắc ngón tay tối nay các nàng liền là hắn thủy nguyệt quan nữ đệ tử rất nhiều đều rất xinh đẹp tại thiên hạ đệ nhất xem lớn lên cũng khí độ bất phàm đáng tiếc giang giật đã không phải ngô hạ a mông mỹ nữ thấy nhiều lắm có tô như tuyết hắn cũng tâm như chỉ thủy đối với những cô gái này lấy lòng không lọt vào mắt, để rất nhiều nữ đệ tử ảm đạm đau lòng. Thủy Nguyệt quan ẩm thực có điểm đặc sắc, bên này rất ít ăn ăn thịt, cơ bản đều là thức ăn chay, bất quá có một phong vị khác, tăng thêm một đám mỹ nữ làm bạn, giang giật cũng mở ra trong lòng mấy cái nỗi băn khoăn, tâm tình không tệ, khẩu vị mở rộng. Hảo hảo ăn một bữa, giang giật đi tàng thư các, hắn không lọt vào mắt những cái kia địa giai thiên giai võ kỹ. Bởi vì võ kỹ đều là đạo văn bên trong diễn hóa ra, cũng không có đạo văn tinh túy mà lại giống như căn cứ võ kỹ đi tìm hiểu đạo văn, rất có thể ngộ nhập lạc lối. Sở dĩ Giang giật tiến vào tàng thư các tầng cao nhất, bắt đầu lật xem liên quan tới đạo văn tư liệu. Tư liệu không nhiều, Giang giật lại dòng dã nhìn hai ngày, hắn thấy rất cẩn thận, còn đem sở hữu tư liệu cõng xuống tới, những này đồ vật là thủy nguyệt quan vạn năm qua tích lũy, có như thế cơ hội tự nhiên không cho bỏ lỡ. Tư liệu chia làm đạo văn giới thiệu vắn tắt, cùng thủy nguyệt quan lịch đại quán chủ tu luyện cảm ngộ. Xem hết những tài liệu này, Giang giật lần nữa cảm khái lần này tinh vẫn đảo chuyến đi này không tệ. Đạo văn lại có nhiều như vậy loại thiên địa này quả nhiên rất thần kỳ a. À. Giang giật đem cuối cùng một quyển sách buông xuống, đẩy ra cửa sổ nhìn qua thiên địa bên ngoài. Giờ phút này cảm giác thiên địa này cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, tựa hồ khắp nơi đều tràn đầy huyền diệu quy tắc áo nghĩa. Theo trên tư liệu nói, đạo văn chia làm hai loại, một loại là ngũ hành đạo văn kim hệ, mộc hệ, thủy hệ, hỏa hệ, thổ hệ. Cái này ngũ hành đạo văn hạ giai đạo văn có 9 loại, trung giai có 6 loại, thượng giai đạo văn trên lý luận có 3 loại, trung cực trí cao đạo văn một loại. Ngoại trừ ngũ hành đạo văn, còn có thiên địa đạo văn, cái này thiên địa đạo văn uy lực so ngũ hành đạo văn mạnh hơn nhiều, có lôi hệ đạo văn, thời gian đạo văn, không gian đạo văn, hủy diệt đạo văn, sinh mệnh đạo văn vân vân. Thiên địa đạo văn cụ thể có bao nhiêu chuông, những tài liệu này thủy nguyệt quan không có. Bởi vì có thể cảm ngộ những đạo văn này quá ít quá ít, đều không ai có thể cảm ngộ toàn diệt, nhưng thiên địa đạo văn so ngũ hành đạo văn cường đại, điểm ấy không cần hoài nghi. Đạo văn là có thể dung hợp, ba loại hạ giai đạo văn có thể dung hợp thành trung giai đạo văn, ba loại trung giai đạo văn có thể dung hợp thành thượng giai đạo văn, ba loại thượng giai đạo văn thì có thể dung hợp thành trung cực trí cao đạo văn. Theo Thủy Nguyệt Quan Tiền Bối nói tới, đạo văn chính là cái này thiên địa quy tắc, áo nghĩa. Chỉ cần có thể cảm ngộ đạo văn, liền có thể mượn nhờ thiên địa chi lực hình thành đủ loại cường đại thần thông, rời núi lấp biển, khai thiên liệt địa, không đáng kể. Giang giật cũng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, tỷ như hắn phong chi thúc phược đạo văn, liền có thể mượn nhờ phong lực chói buộc địch nhân. Võ giả tu luyện, nghịch thiên mà đi, muốn có được càng lực lượng cường đại, như vậy thì muốn hiểu thiên địa này, mượn nhờ thiên địa chi lực. Người lại cường đại cũng là một người, mà thiên địa này lại là thai ngén vạn vật căn nguyên, vạn vật đều là đất trời sinh ra, người làm sao có thể cùng thiên địa so thiên địa lực lượng vô cùng cường đại, nhẹ nhóm có thể nghiền ép sở hữu chủng tộc trí cường giả. Đơn giản nhất, tỉ như thời gian, lại cường đại võ giả, cũng không chịu nổi thời gian trôi qua, tuế nguyệt là đem giết chư đao, có thể làm cho bất luận cái gì cường giả cúi đầu. Mặc kệ ngươi là chúa tể một phương, vẫn là thiên hạ đệ nhất cường giả, tại thời gian trước mặt đều không chịu nổi một kích, cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành một đống đất vàng. Còn có không gian đạo văn, giống như không gian sụp đổ, loại kia cường đại không gian vạn vẹo lực có thể đem hết thảy sinh linh rào sát thành mảnh vỡ lại tỉ như lôi điện đạo văn, tại kinh khủng lôi điện phía dưới, nhân loại là nhỏ bé như vậy, một cái thiên lôi ẩm vang đánh xuống, mặc cho thực lực ngươi kinh thiên, đều sẽ bị oanh sát thành cặn bã. Đạo văn, thật thần kỳ tồn tại, không biết thượng giai đạo văn, còn có chung cực trí cao đạo văn sẽ như thế nào kinh khủng, có thể hay không một chiêu tương thiên tinh đại lục chém thành hai khúc ta giang giật đời này nhưng có hy vọng lĩnh hội một hai giang giật thổn thức cảm khái một câu, rất nhanh con ngươi ảm đạm. Gia Cát Thanh Vân cùng yêu hậu, còn có thủy u lan ba vị trí cường giả ngữ khí đều không có sai biệt, giống như hắn dám đại lượng luyện hóa thiên thạch, mặc dù thời gian ngắn có thể đem thực lực tăng lên đi lên, nhưng đời này thành tựu tuyệt đối có hạn. Ba người tự nhiên không có khả năng lừa hắn, hắn đời này sợ là cũng không có cơ hội đi chạm đến loại kia trí cao trình độ. Đi thôi, qua hai ngày, không biết tiểu nô tỉnh lại không có. Lai động một cái đầu, giang giật không nghĩ nhiều nữa, thiên thạch nhất định phải luyện hóa, hắn chỉ có thể là đem chín khỏa tinh thần dị biến, nhìn xem thực lực cuối cùng đạt tới cái tình trạng gì nếu có thể ở ước hẹn 3 năm kỳ đầy sau bình yên sống sót, hắn sẽ lập tức ra hải, đi tìm Đông Hoàng Đại Lục, tìm Y Phiêu Phiêu. Hắn quay người hướng tàng thư các đi ra ngoài, tại thủ vệ tàng thư các hai tên nữ đệ tử ánh mắt nóng bỏng dưới, nhanh chân hướng chính mình chỗ ở cung điện đi đến. Hừ hừ, sang giật, nhận lấy cái chết, vừa mới rời đi tàng thư các không bao xa, một đạo cắn răng nghiến lợi thanh âm từ phía sau vang lên, tiếp lấy một đạo yểu điệu duyên dáng dáng người từ phía sau bay vụt mà đến, trong tay nàng một cái trường kiếm màu bạc mang theo lạnh thấu xương khí tức phá không mà đến, đâm thẳng giang giật phía sau lưng. Giang giật tựa hồ không nhìn thấy thanh kiếm này, thản nhiên quay đầu nhìn qua bay vụt mà đến nữ tử, khóe miệng ngậm lấy cười nhạt ý, lạnh nhạt nói thiên nhu tiểu thư, đã lâu không gặp. chương 393, cái mông nở hoa, Thủy Thiên Nhu theo quốc chiến sau khi trở về, một mực tại bế quan, Thủy U Lan nói qua chỉ cần nàng thực lực đạt tới thần du đỉnh phong, liền đem hỏa phượng hoàng ban cho nàng. Nàng là trăm vạn năm khó khăn ra thiên tri linh thể, tốc độ tu luyện như tên lửa, nàng bế quan tinh vẫn điện cũng là cũng là Thủy U Lan một kiện đặc biệt bảo vật, bên trong thiên địa nguyên lực là bên ngoài là mấy chục lần, nàng tại hôm qua vừa mới đột phá thần du cảnh, lúc này mới mừng khấp khởi xuất quan, chuẩn bị hướng Thủy U Lan tranh công. Thủy U Lan nàng không có gặp, theo Thủy Nguyệt quan đại trưởng lão nói ra ngoài rồi, cái này khiến nàng tốt đẹp tâm tình thoáng cái biến thành xấu mà lúc nghe tin vẫn đảo tới một cái đặc thù khách nhân về sau tâm tình của nàng càng là kém đến mấy giờ giang giật nàng cố gắng như vậy thu luyện vì cái gì không phải là vì tìm giang giật báo thù sao nàng từ nhỏ đến lớn chưa từng nhận qua nửa điểm ngăn trở đi nơi nào ai không phải xem nàng như thành tổ tông cung cấp thủy u lan quá độ yêu chiều dưỡng thành thủy thiên nhu ương ngạnh kiêu căng tính cách lần thứ nhất gặp giang giật từ nhỏ làm bạn nàng lớn lên hắc kỳ lân bị hắn đốt xiết còn bị hủy đi một kiện thánh khí linh thước bào, về sau tại quốc chiến nàng càng là cảm nhận được tử vong tư vị, cái loại cảm giác này để nàng cả đời khó quên, nếu không phải Thủy U Lan xuất thủ cứu giúp, giờ phút này nàng đều chết rồi. Sở dĩ chưa từng thích tu luyện nàng, sau khi trở về lập tức bế quan, vừa mới có một chút tiểu thành tựu xuất quan, lại biết được gian giật lại tới tinh vẫn đảo, còn nghênh ngang ở lại đây hạ, người nói nàng làm sao không nổi giận. Nội tâm của nàng tức giận, đều hóa thành thời khắc này một kiếm, nàng muốn đem giang giật chém thành 18 khối, mới có thể phát tiết nàng trong khoảng thời gian này đến bị ủy khuất. Hừ, giang giật nhìn thấy Thủy Thiên Nhu cặp kia hận ý liên tục, sát khí nghiêm nghị con ngươi, gặp nàng làm thật, Thủy U Lan cùng Thủy Nguyệt quan các trưởng lão thế mà không ai ra mặt ngăn cản, cũng có chút nổi giận. Phệ hồn na di thuật, Thủy Thiên Nhu cái này cấp bậc hắn thấy cùng bóp chết một cái kiến tộc không có khác nhau, trên người hắn bạch quang lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau ra Thủy Thiên Nhu bên cạnh, một cái tay hóa thành độc xà nhẹ nhàng hướng nàng cánh tay chộp tới tại nàng vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng trước đó như thiểm điện tại cổ tay nàng bên trên một điểm thủy thiên nhu tay đau xót cái kia thanh rõ ràng là thánh khí trường kiếm tự bay vụt ra ngoài bắn tới xa xa một cái trên núi giả phát ra thanh thúy kiếm nghinh Trên thi thủ tay của hắn tiếp lấy đi vòng qua nhẹ nhóm cuốn lấy thủy thiên nhu ngọc thủ nhẹ nhàng một vùng thân thể của nàng tự hướng phía trước một cái lảo đảo kém chút ngã một chó đấp cứt giang giật ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Thủy Thiên Nhu chật vật đứng vững thân thể, hai tay hóa thành trăm ngàn cái chảo ảnh, hướng Giang Giật điên cuồng chụp tới. Giang Giật lần này đều không tránh không tránh, một tay tại đầy trời chảo ảnh bên trong tìm kiếm, lần nữa nhẹ nhõm bắt lấy nàng Ngọc Thủ, lần này trùng điệp kéo một phát, Thủy Thiên Nhu thân thể bay thẳng ra ngoài, trùng điệp ngã tại trên mặt đất. Thiên Nhu tiểu thư, ta là tới nhà ngươi làm khách, ngươi chính là đối xử như thế khách nhân. Giang Giật vội vã đi xem Giang Tiểu Nô, không tâm tư cùng Thủy Thiên Nhu hồ nháo, xem ở Thủy U Lan trên mặt, hắn đương nhiên sẽ không đi tổn thương Thủy Thiên Nhu, bất quá đối với cái này bị làm hư nha đầu vẫn không có nửa điểm hào cảm. A, 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 Thủy Thiên Nhu bò lên, một tấm có thể so sánh tô như tuyết tuyệt mỹ mặt đều là tức giật, nàng kêu to hai tiếng, trong tay cổ thần nguyên giới phát sáng lên, một cái màu đen cung tiến ra trong tay nàng, nàng thôi động nguyên lực kéo động cung tiến, một cái màu đen vô tiến lập tức phá không mà đến, trên đầu tên lạnh ý để giang giật nội tâm phát sợ thủy u lan thánh khí thật nhiều a à. giang giật không dám cứng rắn chống đỡ lập tức thuấn di ra thủy thiên nhu đằng sau lần này hắn không tiếp tục khách khí nhấc chân đối nàng coi như lặn đi vỉnh lên cái mông hung hăng đạp một cước đưa nàng lần nữa đạp bay ra ngoài lúc này mới quát lạnh nói thiên nhu tiểu thư người chút thực lực ấy thật sự là không chịu nổi một kích cho dù có một vạn đem thánh khí ta muốn giết người cũng như ngắt chết một cái kiến tộc xin đừng nên lại tự dước lấy nhục được không a à, giang giật ngươi lại dám đá bản tiểu thư cái mông bản tiểu thư muốn giết ngươi, giết ngươi. Thủy Thiên Nhu bò lên, vuốt vuốt đau nhức cái mông, lập tức vừa thẹn vừa giận, nàng thân phận gì bao nhiêu vương tử công tử nghĩ kéo nàng tay nhỏ đều không có cơ hội, giang giật lại dám đá cái mông của nàng. Nàng hận hận đem trong tay trường cung màu đen vứt trên mặt đất, lần nữa như phát điên dương nhanh múa vuốt hướng giang giật chộp tới, lần này không còn phóng thích bất kỳ vũ kỹ nào, tựa như một cái đàn bà đanh đá hướng giang giật lung tung chộp tới. Hừ, Giang giật triệt để bị chọc giận, một tay như thiểm điện tìm kiếm, lần nữa bắt lấy Thủy Thiên Nhu tay, lần này bắt lấy chính là nàng hai cánh tay, như kìm sát hung hăng bắt lấy, để nàng căn bản không động được. Đồng thời đầu gối của hắn hướng Thủy Thiên Nhu bụng dưới đỉnh đi, chống đỡ thân thể của nàng, một cái tay khác lại tại trên mông nít nàng không ngừng vỗ xuống. Ba ba ba, mấy đạo thanh âm thanh thúy vang lên, Giang giật lần này cũng không có lưu thủ, mỗi lần đều dùng mấy thành lực, đánh cho Thủy Thiên Nhu cái mông nở hoa, cũng đem nàng cho đánh cho hồ đồ, đều quên phản kháng. Thủy U Lan mặc dù yêu chiều Thủy Thiên Nhu, rất nhiều chuyện đều dung túng nàng làm bừa làm loạn, nhưng tư tưởng rất là truyền thống. Nàng đã từng lời lẽ nghiêm khắc tàn khốc cùng Thủy Thiên Nhu nói qua, giống như nàng dám ở đại hôn trước làm loạn, nàng cái này đều sẽ không nhận nữ nhi này, sở dĩ Thủy Thiên Nhu một mực rất chú ý phương diện này, đi đại lục cứ việc rất nhiều nam tử đang theo đuổi nàng, nhưng nàng chưa từng để cho người ta kéo nàng tay, giờ phút này giang giật lại. Dám động chạm trong cơ thể nàng nhất tư ẩn khu vực một trong, vẫn là dùng chết hết lực đánh ba 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 giang giật đánh cho rất sung sướng thủy thiên nhu bờ mông rất có co giãn đập xúc cảm không tệ hắn hung hăng đánh vài chục cái lúc này mới dùng sức hất lên tay của nàng đưa nàng hung hăng ném đến xa xa trong bụi cỏ thấy được nàng quay người oán độc nhìn lấy mình hắn nhếch miệng cười nói làm sao không phục nếu không ta chấp người một tay ngươi có cái gì thủ đoạn có thể phóng xuất ra có thể giết chết ta tính ngươi bản sự hô hô thủy thiên nhu bay nhảy thoáng cái đứng lên hận hận nhìn qua giang giật, nhưng nàng rất nhanh phát hiện một sự thật, nàng không phải giang giật đối thủ, coi như nàng tác dụng toàn bộ thủ đoạn đều không gây thương tổn được giang giật. Nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, dậm chân nói ra, giang giật, ngươi chờ, ta đi tìm hồn bà bà, ta đi tìm mạnh bà bà, ta muốn để các nàng giết ngươi. Dừng lại, Thủy Thiên Nhu vừa định quay người, giang giật lập tức quát lạnh, hắn mặt mũi tràn đầy đùa cợt nói, Thủy Thiên Nhu, đầu của ngươi bên trong đều là phân sao bên này động tĩnh to lớn như thế, vì sao không ai tới chẳng lẽ đến còn chưa hiểu căn bản không ai có thể giúp ngươi, ta giờ phút này coi như giết chết ngươi, cũng sẽ không có người xuất hiện. Mà lại, ngươi ngoại trừ đánh thua khóc đi gọi người, ngươi liền sẽ không cái khác chiêu số ngươi so với ta nhỏ hơn một tuổi a à, ngươi có được toàn bộ thủy nguyệt quan, có được tốt như vậy ưu thế, có vô số thiên tài địa bảo, đến mới đột phá thần du cảnh ngươi mất mặt không nếu là ta đã sớm tìm một khối đậu hũ đâm chết được rồi. 16 tuổi, nếu là tại dân gian đều là mấy đứa bé mẹ, ngươi còn cùng một đứa bé đồng dạng chưa trưởng thành mẫu thân ngươi lau cho ngươi bao nhiêu cái mông giữ bao nhiêu tâm ngươi biết không hừ hừ tự ngươi dạng này không có mẫu thân ngươi đã sớm không biết chết bao nhiêu lần phế vật giang giật khẳng khái kích từ liên thanh thống mạ không có lưu một điểm mặt mũi trong mắt đùa cợt cùng mỉa mai thật sâu đâm bị thương thủy thiên nhu nàng lớn đến từng này đừng nói bị như thế nhục mạ tụ liền thủy u lan đều không có lớn tiếng răn dậy qua nàng mà lại giang giật vẫn là cùng nàng không tranh lệch nhiều lập tức cảm giác xấu hổ khó nhịn, hận không thể đem Giang Giật Thiên đao vạn quả. Cũng may nàng coi như không ngốc, cũng biết hôm nay tình huống đặc thù, nàng dám tiếp tục đi công kích Giang Giật, chỉ có thể tự nhiên hắn nhục, Giang Giật tên ma đầu này cũng không phải bình thường người, hắn lúc trước đều kém chút đem nàng giết, vừa rồi cũng dám đánh cho nàng cái mông nở hoa, sợ là chuyện gì đều làm ra được. Hừ, Thủy Thiên Nhu, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, người không có tư cách này. Có loại hảo hảo tu luyện, bằng vào năng lực chính mình đánh bại ta, đến lúc đó ta tự sẽ thu hồi hôm nay, nếu không làm phiền ngươi rốt cuộc biệt xuất trước mặt ta, ta sẽ cảm thấy buồn nôn. Giang giật lần nữa cười lạnh một câu, quay người thản nhiên rời đi, Thủy Thiên Nhu một mực oán độc nhìn qua Giang giật, trên mông còn truyền đến nóng bỏng đau đớn, nhưng nàng không hề hay biết, gai trong lòng tổn thương so trên mông đau nhiều. Hoa hoa hoa, các loại chờ Giang giật triệt để rời đi cái cung điện này, Thủy Thiên Nhu rốt cuộc nhịn không được, nhào vào trên mặt đất khóc đến tê tâm liệt phế đau đến không muốn sống rất quỷ dị là đến giờ phút này đều không có bất kỳ người nào đi tới quán chủ trên thực tế cái cung điện này bên ngoài đã sớm đứng đầy người rất nhiều thủy nguyệt quan trưởng lão đều cấp bách nhìn qua lạnh nhạt mà đứng thủy u lan hận không thể lập tức đi vào Trần an các nàng tiểu công chúa để nàng khóc thống khoái đi thủy u lan thần tình lạnh nhạt không có một tia cấp bách ngược lại khen ngợi vuốt cằm nói giang giật lần này giúp chúng ta một đại ân a à thiên nhu là thiên tri linh thể, là có khả năng nhất phá toái hư không, đạt tới cảnh giới cao hơn thiên tài. Đi qua giang giật lần này nhục nhã, thiên nhu hoặc là hội triệt để trầm luân, hoặc là liền sẽ phấn khởi tiến lên, dùng giang giật làm mục tiêu cố gắng tu luyện. Nữ nhi của ta ta hiểu nàng, giang giật lần này rất có thể sẽ giúp chúng ta bồi dưỡng một cái danh chấn thiên hạ cường giả tuyệt thế, ha ha. Bất quá, giang giật về sau phiền phức có thể sẽ hơi lớn. chương 394, Mạc Phố Tộc giang giật biết rõ về sau có thể sẽ rất phiền phức nhưng hắn dùng thần thức cảm ứng được cái này tàng thư các phụ cận có mấy cái cường giả khí tức hắn lập tức minh bạch thủy u lan ý tứ liền là để hắn hỗ trợ giáo huấn thủy thiên nhu một trận để nàng sửa lại cái này ngang ngược tính khí thủy u lan đối với hắn có ân giúp điểm cái này chuyện nhỏ giang giật vẫn là rất tình nguyện mà lại hắn lúc đầu xem thủy thiên nhu tựu khó chịu có thể mượn cơ hội giáo huấn một lần ngược lại là rất sung sướng còn cái này ngang ngược tiểu công chúa có thể hay không chịu được sự đả kích này có thể hay không tự sát triệt để trầm luân cái kia chính là thủy u lan sự tình hắn thần thanh khí sảng đi vào trở về cung điện của mình vừa vào cửa liền trực tiếp đi giang tiểu nô gian phòng mới vừa đi vào hắn đôi mắt lập tức sáng lên mừng như điên hoảng sợ nói tiểu nô người rốt cuộc tỉnh thế nào ngươi cảm giác thân thể có vấn đề hay không giang tiểu nô hẳn là thức tỉnh có một hồi giờ phút này chính nằm nghiêng ở trên giường hách lão ở một bên thủ hộ có một tên thủy nguyệt quan thị nữ ngay tại cho nàng cho ăn cháo thịt. Thiếu ra, ta không sao. Giang tiểu nô ngòn ngọt cười, Giang giật tiếp nhận hạ nhân bát, khua tay nói, được rồi, người đi xuống đi. Hách lão cùng Giang giật lướt nhau, cũng đi theo hạ nhân đi xuống. Hắn biết rõ Giang Giật khẳng định có rất nói nhiều muốn hỏi Giang Tiểu Nô, hắn tại cái này rất không tiện. Thiếu ra, các loại chờ hai người sau khi rời khỏi đây, Giang Tiểu Nô trên mặt lập tức mang vẻ xấu hổ kêu một tiếng, Giang Giật khoát tay áo, mỉm cười nói, đừng nói chuyện, trước ngoan ngoãn đem cháo uống xong, mới hảo hảo ngủ một giấc, có lời gì chờ ngươi tốt lại nói, chỉ cần ngươi vẫn là tiểu nô, vậy là được rồi. Ừm, Giang tiểu nô nhẹ gật đầu, mỉm cười há mồm, tiếp nhận Giang giật cho ăn tới cháo thịt, trên mặt đều là ngọt ngào mỉm cười. Một bát cháo, Giang giật cho ăn thời gian một nén nhang, hai người đều không nói gì, tựa hồ chẳng có chuyện gì phát sinh, hai người vẫn như cũng như huynh muội thân mật vô gian. Giang tiểu nô rất nhanh đi ngủ, Giang giật ngay tại bên cạnh trông coi nàng, nhìn qua nàng ngủ say gương mặt, hồi tưởng lại hắn tại tử vong chi hải phía dưới, tiểu nô kia như nữ chiến thần kỳ dị bộ dáng, hắn không hiểu cảm giác thế giới này quá kỳ diệu, giống như có cơ hội có thể đi ra mảnh này hải vực, đi phía ngoài đại lục, hắn tin tưởng gặp được càng nhiều, càng kỳ diệu hơn chủng tộc cùng sự tình. Tu luyện một ngày một đêm, Giang tiểu nô tỉnh lại lần nữa, lần này khí sắc tốt hơn, đều có thể chính mình dậy ăn cơm, Giang giật theo nàng ăn một bữa, lúc này mới lẳng lặng nhìn qua nàng chờ đợi giải thích của nàng. Thiếu ra, gia, Giang Tiểu Nô có chút rụt rè nhìn xem Giang Giật, tốt nửa ngày mới nói ra, giống như. Tiểu Nô không phải nhân loại bình thường, người hội ghét bỏ ta sao? Ha ha, Giang Giật cười một tiếng dài, đưa tay nắm qua Tiểu Nô Ngọc Thủ nói, chỉ cần ngươi vẫn là Tiểu Nô, mặc kệ ngươi là chủng tộc gì, liền xem như thiên thượng thần tộc, hay là trong địa ngục ác ma, thiếu ra đều thích ngươi. Ngươi theo thiếu ra nhiều năm như vậy, còn không hiểu ta là người như thế nào sao? Ừm, um, thiếu gia tốt nhất rồi. Tiểu nô ngòn ngọt cười, như chút được gánh nặng thở ra một hơi, giải thích nói, kỳ thật, thiếu gia ta một mực lừa gạt ngươi, tại linh thú sơn học viện, làm ta bị liêu đại sư cứu tỉnh về sau, ta tự đã thức tỉnh một đoạn truyền thừa ký ức cùng một chút thần kỳ năng lực. Khi đó thiếu gia không ở bên người, ta rất sợ hãi, cũng không dám nói cho bất luận kẻ nào. Thiếu gia sau khi trở về, ta vốn định nói cho ngươi, nhưng ta sợ thiếu gia hội cho là ta biến thành quái vật, cũng không cần tiểu nô, sở dĩ vẫn che giấu đi ngốc nữ, Giang giật đau lòng đem Giang tiểu nô ôm vào trong ngực, nội tâm cũng đầy là ái náy, tiểu nô thanh tỉnh về sau, hắn quá bận rộn tu luyện, cùng tao ngộ các loại tình huống ngoài ý muốn, sở dĩ vẫn rất ít quan tâm nàng, một năm này thời gian sợ là Giang tiểu nô mỗi ngày đều sống ở sợ hãi cùng bất an bên trong A. Hắn đưa tay tại tiểu nô trên lưng khẽ vuốt, dùng khẳng định dị thường ngữ khi nói ra, tiểu nô, ngươi hảo hảo nghe, ngươi cùng thiếu ra sống nương tựa lẫn nhau lớn lên, ngươi là ta người thân nhất sở dĩ mặc kệ bất kỳ tình huống gì, ta cũng sẽ không không muốn ngươi, về sau có bất kỳ sự tình nhất định muốn nhớ rõ nói cho ta, biết không? Ừm ừm, Giang Tiểu Nô trùng điệp gật đầu, đặt ở trong lòng hơn một năm thạch đầu rốt cục rơi xuống, để nàng cả người đều dễ dàng rất nhiều, nụ cười trên mặt cũng càng thêm rực rỡ. Giang giật dừng một chút, hỏi thăm về đến Tiểu Nô, ngươi là chủng tộc gì vì sao sau khi biến thân sẽ như thế cường đại? Mặc vũ tộc, Giang Tiểu Nô ngẩng đầu nói, trong mắt đẹp cũng có một tia nghi hoặc, nàng nhẹ giọng nói ra, ta linh hồn bên trong thức tỉnh ký ức, nói cho ta là mặc vũ tộc con em, chúng ta bộ tộc này người ở cái thế giới này rất là thưa thớt, khi còn bé cùng nhân loại cũng không có kinh ngạc, bất quá 16 tuổi sau hội thức tỉnh truyền thừa ký ức, có thể tu luyện chúng ta bộ tộc này mặc vũ thần công, cũng liền có được biến thân năng lực. Bất quá tiểu nô rất đần, phụng trộm tu luyện hơn một năm, mới tu luyện đến đệ nhất trọng cảnh giới, sau khi biến thân thực lực không tính quá cường đại, có thể thời gian duy trì cũng quá ngắn quá ngắn. Mạc Vũ tộc Mạc Vũ thần công đệ nhất trọng, Giang giật âm thầm tắc lưỡi, thần công kia đệ nhất trọng biến thân về sau có thể nhưng so sánh kim cương cảnh võ giả, chẳng lẽ lại đệ nhị trọng sau liền có thể so thiên quân cảnh? Hắn liên thanh dò hỏi, kia tiểu nô, các người thần công kia có bao nhiêu trọng đệ nhị trọng sau thực lực là không có thể gấp bội a? À? Không biết, Giang tiểu nô lắc đầu nói, ta nhất định phải đem đệ nhất trọng tu luyện đến đỉnh phong về sau, mới có thể xuất hiện đệ nhị trọng tâm pháp, thiếu ra, nếu không về sau tiểu nô không tu luyện a à ta rất sợ biến thành quái vật về sau thiếu gia hội không quan tâm ta không giang giật khoát tay quát khẽ nói tiểu nô người nhất định muốn tu luyện còn phải cố gắng tu luyện mà lại ngươi sau khi biến thân nhìn rất đẹp a à, uy phong lẫm lấm giống như một tôn vô địch nữ thần có một phen đặc biệt khí chất a à, tiểu nô đôi mắt lập tức sáng lên nữ nhân đối với mình dung mạo để ý nhất giang giật nói chuyện nàng sau khi biến thân đẹp mắt nàng lợi mã hưng phấn lên nói ra thiếu gia thật đẹp không kia tiểu nô phải cố gắng tu luyện, tranh thủ thực lực trở nên càng cường đại, về sau ai dám khi dễ thiếu ra, tiểu nô hết thảy đem bọn hắn giết sạch. Ha ha, nhìn thấy Giang tiểu nô nắm chặt nắm tay nhỏ, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà dáng vẻ Giang giật mừng rỡ, sờ lên đầu của nàng nói, tiểu nô tựu rất lợi hại, lần này không phải ngươi, thiếu ra đều chết tại kia biển sâu phía dưới. Đúng rồi, tiểu nô, ngươi truyền thừa trí nhớ, có hay không nói cho ngươi người đến đến chỗ nào cũng chính là các người cái này mặc vũ tộc cố hương ở đâu. Giang Tiểu Nô là y phiêu phiêu nhận nuôi trở về, giống như biết rõ Giang Tiểu Nô thân thế, có lẽ có thể suy đoán ra y phiêu phiêu lai lịch, Giang giật đối với cái này mẫu thân hết thảy tin tức đều rất là hiếu kỳ. Cố hương, Giang Tiểu Nô nháy nháy mắt, trầm tư một trận, lắc đầu nói ra, của ta truyền thừa trí nhớ, cũng không có quá nhiều chúng ta tộc quần tin tức. Bất quá tựa hồ, Chúng ta mặc vô tộc rất nổi danh vẫn là cái gì viễn cổ di tộc ở cái thế giới này thập đại cường đại trong chủng tộc xếp hạng đệ tam thiếu gia, người kiến thức rộng rãi, chưa nghe nói qua cái chủng tộc này sao? Viễn cổ di tộc thập đại cường đại chủng tộc, Giang giật căn bản cũng không có nghe nói qua, thiên tinh đại lục cũng chưa từng nghe thấy, đương nhiên. Thủy U Lan nói qua, Giang Tiểu Nô là mẫu thân nàng từ bên ngoài ôm trở về tới, kia Tiểu Nô tộc đàn khẳng định tại hải bên kia đại lục ở bên trên, tỉ như đông hoàng đại lục. Đông Hoàng Đại Lục, nhớ tới cái này, Giang giật thuận miệng bắt đầu cùng Giang Tiểu Nô kể rõ lên y phiêu phiêu sự tình, đồng thời cũng đem nàng là y phiêu phiêu từ bên ngoài mang về sự tình nói cho nàng. Cuối cùng mới nói ra Tiểu Nô, chúng ta cùng một chỗ cố gắng tu luyện, cho thực lực chúng ta trở nên đầy đủ cường đại, chúng ta cùng đi tìm kiếm mẫu thân, cũng tìm xem các ngươi tộc đàn, đến lúc đó thiếu ra mang ngươi lưu lạc thiên nhai. Ừm, Giang Tiểu Nô trùng điệp gật đầu, trên mặt tràn đầy say lòng người mỉm cười, rực rỡ như hoa chương 395, gặp lại cũng là người qua đường. Giang giật tại tinh vẫn đảo ở 78 ngày sau, lên đường hồi trở lại Đại Hạ Quốc, khai quật thần mạch biện pháp Thủy U Lan nói cho hắn, kỳ thật biện pháp rất đơn giản, thần mạch phía ngoài tinh thạch kiên cứng rắn như huyền thiết, nhưng là thiên địa này rất kỳ diệu, tỷ như kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành đã tương sinh lại có thể tương khắc, tinh thạch này tự nhiên cũng có tương khắc đồ vật. Thạch phù thủy, đây là một loại luyện khí sử dụng hàng hiếm có, thứ này rất đắt, nhưng đại lục ở bên trên vẫn phải có, chỉ cần có thứ này, kia thần mạch liền có thể nhẹ nhõm khai quật. Giang giật đến tinh vẫn đảo mục đích đã toàn bộ đạt thành, Giang tiểu nô thân thể cũng triệt để khôi phục, hắn đương nhiên sẽ không dừng lại lâu thêm, tô như tuyết thế nhưng là trông mòn con mắt ngóng trông hắn trở về đâu. Hắn lần này trở về không tiếp tục lựa chọn từ trên biển đi, mà là cưới truyền tống trận trực tiếp đi Bắc Lương Quốc Đông Bộ Đại Thành, Lương Thành. Vì che giấu tai mắt người, hắn mang lên trên bách biến mặt nạ, biến thành một cái lão đầu tử, chống đỡ một chút đạt lương thành về sau, lập tức ra cửa thành phía tây, sau đó bằng nhanh nhất tốc độ chạy như điên. Truyền tống trận này là Thủy Nguyệt Quan thành lập, vẫn là đơn hướng truyền tống, giang giật một cái nam tử theo tinh vẫn đảo truyền tống tới, để thủ hộ truyền tống trận binh sĩ rất là kỳ quái, thành nội trinh sát bọn họ cũng nhanh chóng đem tin tức bẩm báo đi lên. Giang giật lên đường đi tinh vẫn đảo sự tình, mấy đại thế lực đã sớm có chú ý, cũng rất nhanh đoán được cái lão nhân này là giang giật cải trang cách ăn mặc mà thành. Bắc Lương quốc quốc chủ lập tức đưa tin để cả nước trinh sát chú ý giang giật hành tung, vị này chính là ôn thần, đến đâu cái nào xảy ra chuyện, vạn nhất nếu là hắn đại náo Bắc Lương quốc, ai biết hội đâm bao lớn cái sọt. Chỉ là, các loại chờ Bắc Lương quốc trinh sát hành động lúc, giang giật đã sớm khống chế đào một thú hạ dưới mặt đất vạn trược, theo lòng đất ghé qua, những cái kia trinh sát coi như phát hiện giang giật đi xuống địa đạo, dùng tốc độ của bọn hắn làm sao có thể đuổi kịp đào một thú. Hạ địa đạo về sau, Giang giật liền đem Giang Tiểu Nô cùng hách lão phóng ra, dù sao tại lục tịnh bình bên trong cùng nhai tí thú ở chung một chỗ, hai người quá thống khổ, loại kia kinh khủng thú uy thế nhưng là làm sao đều che giấu không ngừng. Ba người một đường từ dưới đất đi, Giang giật lo lắng Tiểu Nô, sở dĩ trên cơ bản đi đường hai ngày liền sẽ tu luyện một đêm, ngẫu nhiên cũng sẽ đi lên tìm ẩn nấp sơn lâm, săn giết một chút dã thú hảo hảo ăn nóng lên bỗng nhiên. Bắc Lương Quốc tại đại lục phía đông bắc, muốn đi đại Hà Quốc, cần vượt ngang hơn phân nửa Bắc Lương quốc cùng toàn bộ thần võ quốc, đào một thú tốc độ không tệ, nhưng không biết ngày đêm bôn tẩu ít nhất cũng phải hơn nửa tháng thời gian, tăng thêm ngẫu nhiên nghỉ ngơi, không sai biệt lắm liền muốn một tháng tả hữu. Cũng may ba người có bạn, cũng sẽ không thái quá nhàm chán, Giang Tiểu Nô giải khai khúc mắc cũng có thể an tâm tu luyện, đào một hành vi man dợ đi bình ổn, ba người xếp bằng ở phía trên tựa như ngồi tại đất bằng bên trong, một đường tu luyện, thời gian ngược lại là trôi qua rất nhanh. Lần này bởi vì dưới đất đi, hành tung không ai có thể khóa chặt, sở dĩ rất là an toàn, một đường gió êm sóng lặng, hơn 20 ngày sau ba người bình an đã tới Tam Vạn Đại Sơn. Giang giật mang theo tiểu nô cùng hách lão, đi linh thú Sơn học viện một chuyến, gặp Giang Vân Hải cùng ra cắt thanh vân một mặt, cùng hai người đều hàn huyên một canh giờ, tự vội vàng đi Tam Vạn Đại Sơn. Vừa tiến vào Đại Sơn, Giang giật lập tức gọi ra nhai tí thú, để tiểu nô cùng hách lão tiến vào lục tịnh bình bên trong, bắt đầu tốc độ cao nhất đi đường. Tam vạn đại sơn đối với hắn mà nói, tựa như bản thân hậu viện an toàn, cũng rốt cuộc không cần che giấu hành tung. Cưỡi nhai tí thú đi thiên nữ phong, giang giật mang đi tiểu hồ ly cùng hai cái yêu vương, hắn đáp ứng tiểu hồ ly sau khi trở về tựu dẫn nó đi hạ vũ thành đùa, tự nhiên không thể nói mà không tín, có hai cái yêu vương đi theo, tăng thêm yêu hậu đế uy, tại hạ vũ thành bên trong tiểu hồ ly rất là an toàn. Lần này yêu hậu chưa từng xuất hiện, chỉ là truyền một câu cho giang giật, để hắn nắm chắc thời gian tiến vào vu thần cấm địa cố gắng lĩnh hội vu thuật, còn lần nữa khuyên Giang giật một câu, tốt nhất khác đừng luyện hóa thiên thạch, không muốn sai lầm. Đem tiểu hồ ly ném vào lục tịnh bình, mặc kệ phía sau hai cái yêu vương, Giang giật tiếp tục đi đường, rời đi tô như tuyết gần hai tháng, Giang giật tưởng niệm giống như thủy triều tràn lan, hận không thể lập tức bay trở về hạ vũ thành bên trong, ôm cái kia động lòng người cô nương, cùng nàng kể rõ đoạn đường này nguy nan cùng thu hoạch. Nhanh lên nữa, nhai tí thú, tốc độ ngươi làm sao chậm như vậy a? À? Trên đường đi nhai tí thú bị thúc rất là im lặng, nó đã là toàn lực lại phi hành, kia hai cái yêu vương đã sớm không còn hình bóng, giang giật vẫn là không ngừng thúc giục, tốc độ nó không tính đặc biệt nhanh, nhưng ít nhất là kia hai cái yêu vương mấy lần, giang giật thế mà còn ghét bỏ. Hơn một ngày thời gian, nhai tí thú bay ra tam vạn đại sơn, tiến vào đại hạ quốc địa vực, đoán chừng nhiều nhất một ngày liền có thể đến hạ vũ thành. Hưu, ngay tại vừa tiến vào đại hạ quốc cương vực một khắc này, nơi xa đột nhiên nhanh chóng bay tới một đảo hắc ảnh nhai tí thú cũng lập tức bỗng nhiên ở giữa không trung ánh mắt ngưng trọng nhìn qua tây phương giang giật lông mày nhíu lại xa xa nhìn một cái khóe miệng lại lộ ra một tia đùa cợt lập tức sắc mặt khôi phục bình tĩnh phía tây một điểm đen không ngừng biến lớn người kia mặt cũng rất nhanh rõ ràng người này rất là khôi ngô lưng hùm vai gấu trên thân khí thức dọa người có thể lăng không phi hành không cần phải nói là kim cương cảnh cường giả người này rõ ràng là giang giật thân sinh lão tử giang biệt ly Giang giật, Giang biệt ly khoảng cách nhai tí thú ngàn trượng xa ngừng lại, sắc mặt rất là phức tạp, nhìn Giang giật một hồi lâu mới nói ra, chúng ta có thể đi tới gặp mặt nói chuyện nói sao. Giang giật lạnh nhạt mở miệng nói, ngay tại cái này đi, ta còn muốn đi đường về nhà, có việc mời nói, Trấn Tây Vương. Về nhà Trấn Tây Vương, Giang biệt ly khóe miệng giật một cái, đắng chát cười một tiếng, không nói ra được cô đơn cùng tự diễu, hắn ngóng nhìn Giang giật nói, giữa chúng ta thật chỉ có thể như vậy sao dù nói thế nào ta cũng là phụ thân ngươi a à. ha ha giang giật đùa cợt cười một tiếng nói giang biệt ly ngươi nói câu nói này không đỏ mặt sao ta ra đời thời điểm ngươi ở đâu ta khi còn bé bị người khi dễ thời điểm ngươi ở đâu ta nhiều lần bị người ngưu hại hiểm thời điểm chết ngươi lại tại cái nào tốt à. không nói cái này ta quốc chiến đệ nhất hạ vô hối cướp đoạt vốn thuộc về của ta chấn hồn thảo ngươi có thể từng vì ta nói một câu ta phản quốc lúc thần võ quốc cử quốc chi lực truy sát ta ngươi thật giống như đem ta trục xuất sang ra a à hạ vũ thành bên ngoài một mình ta đối mặt trăm vạn đại quân cùng các ngươi lục đại thế lực kim cương cường giả lúc ngươi vừa đang làm gì ngươi cảm thấy ngươi có mặt nâng phụ thân cái từ này Giang giật sắc mặt từ đầu đến cuối rất là bình tĩnh coi như nói những lời này lúc ngữ khí cũng rất lạnh nhạt tựa như nói một kiện không quan hệ mình sự tình càng như vậy giang biệt ly sắc mặt càng là ảm đạm hắn biết rõ giang giật tâm đã triệt để bị tổn thương thấu giữa hai người sợ là vĩnh viễn khó có thể lấp đầy đầu kia thật sâu khoảng cách giang giật nhìn thấy giang biệt ly trầm mặc không nói lời nào vung tay lên nói còn có việc sao nếu như không có ta phải đi về ta còn có rất nhiều chuyện ây giang biệt ly trần chờ một lát cuối cùng thở dài nói không có việc gì ta chỉ là muốn nói cho ngươi ngươi tốt nhất mang theo tô như tuyết cao chạy xa bay đi tìm không người hải đảo tiềm tu cũng tốt vĩnh viễn an nhàn ở nơi đó sinh hoạt cũng được tóm lại không muốn mưu toan một người đối kháng mấy đại thế lực cái đại lục này nước. Xa xa so với người tưởng tượng còn muốn sâu, còn có, ta có lỗi với các người mẹ con, ta cũng hoàn toàn chính xác không có tư cách làm phụ thân ngươi. Nói xong, Giang Biệt Ly nhìn thật sâu Giang giật một chút, hướng thần võ quốc bay đi, bóng lưng dị thường tiêu sắt cùng cô đơn, tựa như một cái cô độc lão đầu tử, giờ khắc này hắn cũng tựa hồ già đi 10 tuổi. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Giang giật khe khẽ thở dài, còn người nhất chuyển, đột nhiên cao giọng nói ra, Giang Biệt Ly, ta lần này đi tinh vẫn đảo, đạt được một cái mẫu thân lưu lại một điêu, nàng lưu lại một đoạn văn nàng nói chuyện năm đó nàng đích xác quá cực đoan, nàng cũng không trách ngươi, còn để cho ta tha thứ ngươi. Ta muốn nói là, ta có thể tha thứ ngươi đối ta làm sự tình, nhưng vĩnh viễn sẽ không tha thứ ngươi như thế đối đãi mẫu thân của ta, sở dĩ. Mời ngươi về sau đừng có lại ra trước mặt ta, từ nay về sau, người ta từ đây lại không một chút quan hệ, gặp lại cũng là người qua đường. Hiu, Giang giật nói xong, không còn có bất luận cái gì quyến luyến cùng do dự, khống chế nhai tí thú nhanh chóng hướng hạ vũ thành phá không bay đi. Gặp lại cũng là người qua đường, Giang Biệt Ly toàn thân chấn động, bỗng nhiên giữa không chung, quay đầu đưa mắt nhìn Giang giật rời đi, hắn thống khổ nhắm mắt lại, mặt mũi tràn đầy chua sót, giờ khắc này hắn phát hiện, hắn thật sai, sai vô cùng. chương 396, muốn như tuyết A, ngao ngao, hạ vũ thành phía trên, bay tới một cái to lớn cự thú, kia cự thú một thân đỏ vàng sắc làn da, như liệt hỏa nham tương trên thân thể lưu động, đỉnh đầu độc giác cùng cái đuôi càng giống hai đoàn khiêu động hỏa diễm, thân thể khí thế cường đại như núi cao, trên thành cuồng hống vài tiếng, đem phía dưới vô số người sợ vỡ mật, rất nhiều người đều bị chân áp đến nằm dạp trên mặt đất. Kêu la cái gì đều đem rất nhiều hài tử dọa sợ, người không trang bức sẽ chết a. Sang giật một bàn tay trùng điệp đập vào yêu vương trên đầu, một trường này lực đạo rất lớn, đập đến nhai tí thú đầu đều một trận lay động, nhìn thấy nhai tí thú còn nổi giận nghiêng đầu lại, Giang giật chừng một cái quát lạnh nói, có bản lĩnh đi giúp ta đem thần võ quốc lão thái giám cùng thanh long hoàng triều lão tổ tông xử lý, đại hà quốc là địa bàn của ta, đừng tại đây khoe oai, nếu không gặp một lần quất ngươi một lần. Nhai tí thú khô cần nháy nháy mắt, cúi đầu, để nó bắt lấy lâm thái giám có lẽ còn có nắm chắc, kia thanh long hoàng triều lão tổ tông sợ là chỉ có bị hành hạ phân, mà lại nó dám làm loạn tuyệt đối sẽ bị nhân loại trí cường giả liên thủ công kích, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Chính mình tại phía đông trên núi ở lại, chớ làm loạn, không thể gây thương người, nhớ kỹ. Giang giật phất phất tay, trên thân bạch quang lóe lên trực tiếp thuấn di đến xuống mặt trên quảng trường. Toàn thành người đều bị nhai tí thú kinh động đến, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy nhai tí thú, xem xét phía dưới toàn bộ sợ vỡ mật, nhưng thấy rõ ràng cái này nhai tí thú phía trên giang giật về sau, toàn bộ đều kích động lên. Giang giật mỗi lần đều cho bọn hắn mang đến kinh hỉ, cũng làm cho hạ vũ thành bên trong người càng thêm an tâm, có giang giật tại, ai có thể diệt đại hạ quốc tham kiến nhiếp chính vương nhìn thấy giang giật đột ngột ra trên quảng trường một đám người một mảnh ngạc nhiên tùy ý toàn bộ bịch quỳ trên mặt đất trầm giọng hét lớn cung kính sùng bái tới cực điểm đều đứng lên đi về sau gặp ta hành lễ có thể khác đừng quỳ xuống không có nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa giang giật phất phất tay hỏa linh châu sáng lên lục tịnh bình xuất hiện tiếp lấy lại lục quang lóe lên hách lão cùng tiểu nô cùng tiểu hồ ly ra trên quảng trường để một đám người nhìn trợn mắt hốc mồm cảm giác thần hồ kỳ kỹ Giang giật mang theo mấy người nhanh chân hướng vương cung đi đến, tiểu hồ ly nhảy lên giang giật bả vai, hiếu kỳ đánh giá chung quanh, giang giật vừa đi vừa mỉm cười cùng nó nói ra, tiểu phỉ, ngươi muốn đùa, quay đầu gọi hách lão mang ngươi cùng tiểu nô đi vào trong thành đi dạo, có nhai tí thú cùng các ngươi hai cái yêu vương ở ngoài thành trông coi, cái này hạ vũ thành bên trong ngược lại là an toàn vô cùng, bất quá các ngươi không cho phép ra thành nha. Chi chi, tiểu hồ ly nghe xong vui như điên, tiểu nô cũng còn mắt chỗ ngoặt thành vành trăng khuyết, trước kia một ngực buồn bực tại vương cung bên trong, giang giật không có mở miệng nàng cũng không dám chạy loạn, có thể tùy ý ra ngoài rồi, tự nhiên vui vẻ. Tham kiến nhiếp chính vương, một đường hướng bên trong đi đến, một đường có thủ vệ cấm vệ quân quỳ xuống hành lễ, giang giật nhướng mày cùng hách lão bàn giao nói, hách lão, quay đầu bàn giao một đời lư lão tướng quân, về sau đều gặp ta đều không cần quỳ xuống hành lễ. Tốt, hách lão nhẹ gật đầu, mặt già bên trên cũng là nét mặt tươi cười, hắn trước kia tại chiến ra địa vị mặc dù rất cao, nhưng ở thần võ quốc nhưng không có bất luận cái gì quyền thế. Tại đại hạ quốc tựa hồ không giống với lúc trước toàn bộ đại hạ quốc tương đương đều là giang giật, hắn là giang giật lần thứ nhất thuộc, không sai biệt lắm cũng thay đổi thành hai người phía dưới, trên vạn người. Giang giật trực tiếp đi phiêu tuyết cung, bên ngoài tô như tuyết đã sớm mang theo một đám cung nữ thái giám cung ninh, tô như tuyết một bộ màu hồng phấn váy dài, mang theo kim ngân ngọc sức, người còn yêu kiều hơn hoa, trên mặt lộ ra chuyên thuộc về giang giật nụ cười, thấy hắn cũng là say. Hắn bước nhanh đi lên, lôi kéo Tô Như Tuyết tay liền muốn hướng bên trong đi đến, cái sau lại lắc đầu, hướng tiểu nô vẫy vẫy tay nói, "Tiểu nô muội muội, đến." Giang tiểu nô một trận, nàng một mực xem như chính mình là thị nữ, làm sao dám cùng hai người song song hành tẩu, Giang giật cười nhạt một tiếng, vẫy vẫy tay, một tay lôi kéo một người hướng bên trong đi đến. "A, à, tiến vào Phiêu Tuyết cung." Tô Như Tuyết nhìn chằm chằm Giang tiểu nô nhìn kỹ vài lần, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ khác lạ, mở miệng nói, "Tiểu nô muội muội, Hai tháng không thấy, ngươi thật giống như có một loại khí chất đặc biệt đấy, đẹp thật nhiều, để tỷ tỷ đều thấy tâm động. Nào có như Tuyết tiểu thư liền sẽ tiêu khiển ta." Giang tiểu nô khuôn mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng cúi đầu. "Đừng kêu tiểu thư, gọi tỷ tỷ đi." Tô Như tuyết kéo qua Giang tiểu nô tay, thân mật giúp nàng vuốt vuốt tóc, mỉm cười nói, "Ngươi cùng Giang lang từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, tình như huynh muội, cũng chính là muội muội của ta, là đại hạ quốc công chúa, về sau khác đừng khách khí, biết không?" Ha ha, Giang giật rất thích tô như tuyết dịu dàng hiền lành, để tiểu nô mang theo tiểu hồ ly xuống dưới, đồng thời đưa tới vương cung bên trong tổng quản nội vụ thái giám, bàn giao hách lão là người của hắn, cho hắn tạm giữ trước một cái cấm quân thượng tướng quân chi vị. Về sau hách lão tự đại biểu ý chí của hắn, dạng này hách lão muốn làm chuyện gì cũng liền thuận tiện rất nhiều. Hách lão không có tạ ơn, hắn biết rõ coi như làm thượng tướng quân vương, hay là đại hạ quốc trong quân đệ nhất nhân, kỳ thật đều không trọng yếu. Hắn chỉ cần về sau có thể tiếp tục đi theo giang giật liền tốt, hắn tin tưởng vững chắc. Đi theo giang giật hắn có thể được đến càng nhiều. Hách lão đi xuống, giang giật bắt đầu cùng tô như tuyết giảng thuật đoạn đường này sự tình. Nàng nghe được tâm kinh động phách, khi biết giang tiểu nô là mặc vũ tộc sau càng là chấn kinh đến không gì sánh kịp. Biết được y phiêu phiêu không chết rồi lại thật lòng thay giang giật vui vẻ. Giang giật có thể nói cơ bản đều nói, đương nhiên tỷ như ra các thanh vân yêu hậu thủy U Lan, ba người đều kiên định lạ thường khuyên bảo hắn không thể đại lượng luyện hóa thiên thạch sự tình, hắn chưa hề nói, hắn không muốn để cho tô như tuyết đi theo lo lắng phiền nhiễu. Thạch phù thủy giống như trong quốc khố cũng không có thứ này. Tô như tuyết biết được khai quật thần mạch tin tức về sau, lông mày nhăn, nàng đứng dậy đưa tới nội vụ thái giám đại tổng quản tàu công công, lập tức đi tra rõ quốc khố, kết quả sau nửa canh giờ hồi báo, đại hạ quốc trong quốc khố căn bản không có thạch phù thủy. Tàu công công, phái người đưa tin cho tiền vạn quán đi, người bình thường tìm không thấy thứ này, tiểu tử này tuyệt đối có thể giúp ta lấy được. Sang giật khoát tay áo, để tô như tuyết không cần đi quan tâm, tiền mập mạp năng lực không cần hoài nghi, cùng hắn đầu mình đau, không nếu như để cho tiền mập mạp đi đau đầu đi. Tô như tuyết cũng mặc kệ, bắt đầu cùng Giang giật nói đại hạ quốc sự tình, kể rõ nỗi khổ tương tư, hai người dòng giã tại trong cung điện ngán một cái buổi chiều, lúc này mới đi tìm Giang tiểu nô tiểu hồ ly cùng nhau ăn cơm. Lúc ăn cơm, Tô Như Tuyết luôn cảm giác Giang Tiểu Nô có đôi khi xem Giang giật ánh mắt là lạ, nàng ngược lại là không có điểm phá, trở lại tầm cung sau mới đột nhiên cùng Giang giật nhấc lên, Giang lang, ngươi thu Tiểu Nô muội muội đi, ta có thể cảm nhận được nàng đối ngươi tình ý cùng không muốn xa rời, nàng thậm chí so ta yêu ngươi hơn, ngươi nếu là không thu nàng, sợ là muội muội muốn cả một đời cơ khổ đến già. Giang giật chính mình làm sao không cảm giác được, bất quá giờ khắc này hắn không muốn nghĩ những này, về sau còn không biết là dạng gì đâu, hắn lắc đầu nói, không nói những này, ta nghỉ ngơi hai ngày liền muốn đi thần mạch tu luyện, một tháng sau, ta tự lên đường đi vu thần cấm địa. Như tuyết, thật xin lỗi, lại muốn rời đi ngươi, để ngươi chịu khổ, chờ sau khi trở về, chúng ta lập tức tựu đại hôn. Không khổ, giang lang ngươi càng khổ, tô như tuyết đưa tay khẽ vuốt Giang giật mặt, nhìn thấy hắn lại muốn nói cái gì, nàng đột nhiên nhón chân lên trực tiếp dùng môi ngăn chặn miệng của hắn. Tiểu biệt thắng tân hôn, đối với hai cái tình yêu cuồng nhiệt nam nữ tới nói, đây càng là thiên lôi câu địa hỏa, hai người đều rất là động tình, kém chút trực tiếp vượt qua đường tuyến kia, nâng thương ra trận phiên vân phúc phú. Hôn đến muốn tắt thở, hai người mới dừng lại, Tô Như Tuyết toàn thân nóng hổi như hỏa thiêu, mặt mũi tràn đầy đỏ tươi, mặt mày bên trong đều là vũ nghị cùng động tình, nhìn thấy Giang giật từng ngụm từng ngụm thở, cực lực áp chế nội tâm tà hỏa, nàng cắn cắn bối môi, nhẹ giọng nói ra, Giang Lang, muốn như tuyết đi, ngươi kìm nén. Quá cực khổ, chương 397 võ điện thánh nữ. Giang giật cuối cùng vẫn nhịn được, đối với hắn mà nói tình một mực so muốn trọng yếu, hắn từ đầu đến cuối cho rằng, một cái nam nhân giống như không quản được nửa người dưới của mình, như vậy người này tiền đồ khẳng định có giới hạn. Không có cường đại tâm tính, như thế nào tại trên con đường tu hành càng chạy càng xa. Hắn rất nhanh bình phục tâm tình, ôm lấy tô như tuyết ngủ thật say, chỉ cần có thể ôm lấy cái này động lòng người nữ tử, hắn cũng cảm giác có được toàn bộ thế giới. Sau đó thời gian, Giang giật lại khôi phục bình tĩnh mà an nhàn sinh hoạt, ban ngày đi thần mạch phía dưới tu luyện, ban đêm bồi bồi tiểu nô tiểu hồ ly, tiếp lấy ôm tô như tuyết đi ngủ. Tiền vạn quán rất nhanh truyền đến tin tức, thạch phù thủy tiền ra có một ít, hắn đã phái người lập tức đưa tới. Đồng thời hắn còn tại đại lượng bí mật thu mua thạch phù thủy, hắn không biết Giang giật muốn thạch phù thủy làm gì, nhưng chỉ cần là Giang giật sự tình, hắn cùng tiền ra đều khẳng định hội hết sức hỗ trợ. Mười ngày sau, nhóm đầu tiên thạch phù thủy đến, Giang giật biết được tin tức sau lập tức truyền tống đi lên, nhìn thấy cái này thạch phù thủy thế mà dùng một loại làm bằng gỗ vật chứa chứa rất là kỳ quái, mà lại cái này thạch phù thủy căn bản cũng không giống như nước, ngược lại giống như là màu trắng bùn nhão, còn có nhàn nhạt, nhạt mùi vị khác thường. Hưu, Giang giật sách theo một thùng lớn thạch phù thủy trực tiếp truyền tống hạ thần mạch phía dưới trong quảng trường, đi đến kia tản ra nhàn nhạt, nhạt quang mang tinh thạch phụ cận, hắn hướng một tên ngay tại khai quật thần mạch võ giả ngóc nói, đến đem ngươi trên đao dính một chút thạch phù thủy lại đi khai quật thần mạch. Tuân mệnh, tên kia võ giả lập tức lấy ra một chút thạch phù thủy lau tại đao phong phía trên, sau đó đột nhiên đối thần mạch phía trên tinh thạch đánh xuống. Ầm, um, để Giang Giật cùng Sở Hữu đào mỏ võ giả khiếp sợ là, ngày đó khi dính vào thạch phù thủy về sau, kia cứng rắn như huyền thiết tinh thạch lập tức biến thành phổ thông thạch đầu, thiên khí nhẹ nhõm đánh xuống một nhanh to lớn tinh thạch, kia võ giả còn cảm giác không có nửa điểm lực phản chấn. Tốt, Giang Giật đôi mắt sáng lên, vội vàng phân phó mọi người toàn bộ binh khí bên trên đều dính vào thạch phù thủy nhanh chóng khai quật thần mạch phanh 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 từng mảnh từng mảnh tinh thạch bị tạc nứt bổ ra khai quật thần mạch tốc độ nhanh gấp trăm lần nghìn lần những cái kia khai quật võ giả cũng đều hưng phấn vô cùng toàn lực không ngừng khai quật những cái kia tinh thạch tận lực khác đừng hủy đi tinh thạch này bên trong ẩn chứa lấy nồng đậm thiên địa nguyên lực thu sạch tập các ngươi khai quật thời điểm cẩn thận một chút đừng đem thiên thạch cho chém nát Giang giật nhìn thấy một đám người lung tung chém vào, vội vàng bàn dao, tinh thạch này tùy ý ném đến một cái trong cung điện, bên trong thiên địa nguyên khí liền muốn nồng đậm mấy lần, đây chính là đồ tốt, cho bọn hắn dạng này hủy đi thật là đáng tiếc. Phụ trách phía dưới tướng quân liên thanh quát lớn, Giang giật thì nhô ra thần thức bốn phía dò xét, cái này thần mạch tinh thạch hắn sớm dò xét qua, không bằng hắn thần thức chỉ có thể dò xét xa 10 trường. Trước kia hắn cũng không có dò xét đến một viên thiên thạch, giờ khắc này ở nhanh chóng khai quật, Tự nhiên có thể đi theo dò xét. Sau nửa canh giờ, Giang giật đôi mắt đột nhiên sáng lên kinh hô lên, bên này có hai cái thiên thạch, các ngươi cẩn thận chút. Người bên kia vội vàng bổ ra cường độ nhỏ đi, từng điểm từng điểm khai quật, chậm rãi bọn hắn cũng có thể cảm thấy. Bởi vì bên kia thiên địa nguyên khí càng dày đặc, mà lại trong tinh thạch cũng có thể mơ hồ nhìn thấy hai cái điểm sáng, ngoại hình hoàn toàn chính xác rất giống thiên thạch. Hai cái thiên thạch, Giang giật kích động lên, cái này thần mạch to lớn như thế, mới đào móc như thế một hồi tựu đào được hai cái, cái này toàn bộ đào móc, không được có mấy trăm hơn ngàn mai a. À. Hai cái thiên thạch rất nhanh móc ra, tướng quân kia giao tới, Giang giật cẩn thận điều tra một phen xác định là thiên thạch không khác. Hắn tiếp tục dùng thần thức dò xét, không ra thời gian một nén nhang, lại tại một bên khác dò xét đến một viên thiên thạch, cái này thần mạch bên trong quả nhiên ẩn chứa đại lượng thiên thạch. Chỉ là một ngày một đêm thời gian, thần mạch bị đào móc mấy trăm trược, thiên thạch móc ra hơn 10 mai, mà lại cái này thần mạch giống như càng đào càng lớn, hai bên cũng không biết dọc theo rộng bao nhiêu. Các ngươi tiếp tục đào, quay đầu trùng điệp có thưởng. Giang giật hài lòng vỗ vỗ tướng quân kia bả vai, có thể đi vào nơi này đào mỏ đều là tô ra trung thành nhất thần tử. Giang giật cũng không sợ bọn hắn tham ô, mang theo mười mấy mai thiên thạch lên vương cung. Bên ngoài sáng sớm đã sáng lên, Tô như tuyết một đêm gần như ngủ không ngon, một mực chờ đợi với tin tức, nghe nói đã đào móc mười mấy mai thiên thạch lập tức đại hỉ có đại lượng thiên thạch không chỉ có giang giật thực lực có thể nhanh chóng tăng lên, còn có thể bồi dưỡng đại lượng thần du cường giả, đại hạ quốc cường giả chết đi nhiều lắm, giống như có thể bồi dưỡng mấy ngàn mấy vạn thần du cường giả, cái nào các nước chưa hầu dám công kích đại hạ quốc. người tới, đưa tin cho tiền vạn quán, để hắn không tiếc bất cứ giá nào mua sắm thạch phù thủy, đồng thời phái người bốn phía lặng yên mua sắm thạch phù thủy. tô như tuyết lập tức đứng dậy ra ngoài an bài, nàng còn để cho người ta tăng thêm nhân thủ xuống dưới đào thiên thạch đồng thời đem những cái kia tinh thạch cũng toàn bộ xử lý tốt thứ này đêm dài lắm mộng có thể sớm một ngày toàn bộ khai thác hoàn tất tự sớm một ngày tránh khỏi người nhớ thương đợi thêm nửa tháng thiên thạch đào đến không sai biệt lắm ta tự mang một nhóm thiên thạch vào vu thần trong cấm địa trước đem thưởng của vu thuật toàn bộ nhớ kỹ lại luyện hóa thiên thạch nếu có thể đem chín khỏa tinh thần toàn bộ tu luyện dị biến thực lực của ta không nói có thể so sánh thiên quân chỉ ít có thể đạt tới kim cương đỉnh phong a giang giật âm thầm tính toán đang chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi, hách lão đột nhiên đi đến, trầm giọng nói ra, giật thiếu, võ điện có ba người tới muốn gặp mặt ngươi, trong đó có hai vị là ngươi người quen biết cũ, thiên võ thành võ điện điện chủ cùng dương quản sự, còn có một vị nghe nói là võ điện thánh nữ. Võ điện, giang giật lông mày nhíu lại, lần trước võ điện võ điện điện chủ cùng dương quản sự tìm qua hắn, muốn cho hắn một cái vinh dự trưởng lão, hắn cự tuyệt, lại tới còn tới một cái võ điện thánh nữ. Dương quản sự tới. Giang giật tự nhiên không có ý tứ không thấy, trầm ngâm một phen vung tay lên nói đi hách lão chúng ta đi gặp gặp võ điện ba người hách lão đem các nàng an trí tại một cái thiền điện bên trong một cái đại thái giam mang theo một đám thị nữ tự mình hầu hạ giang giật còn chưa đi tới kia đại thái giam tự cao giọng thông báo nói nhiếp chính vương đến giang giật nhanh chân đi vào thiền điện ánh mắt tại đứng đấy dương quản sự cùng võ điện điện chủ trên mặt quét qua khẽ gật đầu lập tức quét về phía duy nhất ngồi một nữ tử trên thân hắn đôi mắt sáng lên thầm than một tiếng Võ điện thánh nữ quả nhiên bất phàm, nữ tử này khí chất cùng dung mạo đều là nhân tuyển tốt nhất, không thể so với tô như tuyết tranh lệch. Tham gia nhiếp chính vương, võ điện điện chủ cùng dương quản sự chắp tay hành lễ, lập tức cho giang giật giới thiệu nói, nhiếp chính vương, vị này là chúng ta võ điện hai đại thánh nữ một trong độc cô nhạn, thánh nữ tại chúng ta võ điện địa vị cực cao, gần với tổng điện chủ phía dưới. Giang giật nhìn thấy cái này độc cô nhạn thế mà còn ngồi, nội tâm có chút khó chịu, bất quá vẫn là chắp tay hành lễ nói, độc cô tiểu thư tốt nhiếp chính vương tốt độc cô nhạn lúc này mới lười biếng đứng lên khẽ vuốt cằm thần sắc rất là kiêu căng nàng nhàn nhạt vung tay lên cùng dương quản sự hai người hạ lệnh các ngươi tất cả đi xuống đi ta cùng nhiếp chính vương nói một ít chuyện đang khi nói chuyện nàng còn nhàn nhạt liếc qua hách lão giang giật nhún vai khua tay nói hách lão các ngươi cũng đi xuống đi tất cả mọi người lui ra võ điện thánh nữ độc cô nhạn lúc này mới trực tiếp ngồi xuống nhàn nhạt nhìn xem giang giật nói ra nhiếp chính vương đại nhân mời ngồi đi Giang giật có chút im lặng, lông mày bên trên từng cái từng cái hắc tuyến toát ra, cái này võ điện thánh nữ ngược lại là thật đem mình làm làm một nhân vật nơi này chính là địa bàn của hắn, thế mà đảo khách thành chủ. Trở ngại dương quản sự mặt mũi, Giang giật vẫn là nhịn, thản nhiên ngồi xuống, bưng lên nước trà uống một ngụm lúc này mới nói ra, thánh nữ tìm Giang mỗ có chuyện gì quan trọng. Không có việc lớn gì, độc cô nhạn hời hợt nhìn Giang giật một chút, nâng chung trà lên, nhẹ nhàng vê lên nắp ấm trà, thổi nhiệt khí, tốt nửa ngày mới nhấp một hớp nhỏ trà, tại giang giật suýt chút nữa thì nhịn không được đứng dậy rời đi lúc, nàng mới nhàn nhạt, nhạt nói ra tổng điện chủ rất coi trọng nhiếp chính vương, cái này không phái ta tới khuyên nói đại nhân gia nhập chúng ta võ điện. Trước vị vẫn là vinh dự trưởng lão, người không cần làm một chuyện gì, cũng không cần nghe theo bất luận người nào mệnh lệnh, bao quát tổng điện chủ. Mà lại, người trở thành vinh dự trưởng lão, còn có cơ hội trở thành ta cùng một tên khác thánh nữ vị hôn phu nha. Lại là mỹ nhân kế, Giang giật khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt, có lẽ người khác e ngại võ điện, cũng có rất nhiều công tử nghĩ quỷ liếm cái này cái gọi là thánh nữ, hắn giang giật cũng tuyệt đối không phải là người như thế. Sở dĩ hắn rất khẳng định nói ra, thật có lỗi, ta đối với các người võ điện không có hứng thú, đối ngươi. Càng không có hứng thú, mươi 398, đại lục nước rất sâu. Giang giật rất trực tiếp, cũng làm người rất đau đớn. Võ điện mặc dù không tranh bá, nhưng nói thế nào dù sao là đại lục đệ nhất thương hội, có được tài sản phú khả địch quốc, tại tầng dưới võ giả bên trong có cao thượng danh vọng, cùng các đại thế lực cũng duy trì quan hệ tốt đẹp. Đại lục có kỷ nguyên đến, đã qua mấy chục vạn năm, thống trị phiến đại lục này bá chủ đổi cái này đến cái khác, vì sao võ điện có thể một mực bảo tồn lại điều này nói rõ võ điện có rất sâu ngọn nguồn hàm, còn có ngoại nhân không biết hát chủ bài. Cho nên lục đại các nước chưa hầu đối võ điện rất là tôn kính, coi như đồ sát toàn thành người, võ điện người cũng không dám động. Tô như tuyết sau khi lên đài, ngày thứ ba tổ triệu kiến đại hạ quốc võ điện phân điện chủ, ngôn ngữ rất là khách khí, mặc dù nàng cũng không biết võ điện mạnh ở chỗ nào, nhưng lần trước lục đại thế lực đại quân đem đại hạ quốc thành trì đều cướp sạch một bên, nhưng không có động trong thành trì bất luận cái gì võ điện, có thể thấy được võ điện chi cường đại. Võ điện thánh nữ, gần như rất ít hiện thế, ngoại nhân gần như không biết. Ngoại trừ siêu cấp gia tộc công tử, người bình thường liền mặt cũng không có tư cách nhìn thấy, có thể trở thành võ điện con rể, cũng là rất nhiều siêu cấp thế gia công tử tha thiết ước mơ sự tình. Độc cô nhãn nghe nói qua giang giật truyền kỳ cố sự, nhìn giang giật nàng kỳ thật rất là hài lòng, bất quá nàng tự kiềm chế thân phận, tăng thêm dung mạo, thiên tư đều là tuyệt đỉnh, vẫn luôn có một đám siêu cấp công tử vây quanh hắn chuyển, sở dĩ dưỡng thành kiêu ngạo, coi trời bằng vung tính cách. Nàng cho rằng hôm nay đã rất cho giang giật mặt mũi, thậm chí không tiếc chỉ rõ có thể cân nhắc gả cho giang giật lời nói, lại không nghĩ rằng giang giật hồi báo nàng là trần trụi nhục nhã. Sở dĩ, nàng gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt âm trầm đến cực hạt, bay nhảy thoáng cái đứng lên, đầy mắt rét lạnh nhìn qua Giang Giật, u u nói ra, Giang Giật, người có phải hay không tự nhận là chính mình rất nhiều có thể cuồng đến coi thường thiên hạ anh hào tình trạng ta có thể minh xác nói cho ngươi, võ điện so trong tưởng tượng của ngươi cường đại gấp 10, thậm chí gấp trăm lần. Ngươi không muốn sai lầm, não tàn, Giang Giật khẽ lắc đầu, cái này võ điện làm sao phái một cái ngu ngốc như vậy nữ nhân gia dạng này nữ tử làm sao có thể làm đến thánh nữ vị trí chẳng lẽ phổ thân nàng là võ điện một vị đại nhân vật khóe miệng của hắn lộ ra mỉm cười thản nhiên cùng độc cô nhạn đối mặt nói a à, võ điện có bao nhiêu cường đại ta còn thực sự không phải hiểu rất rõ nếu không độc cô tiểu thư cùng ta nói một chút hư sang giật người tử tế nghe lấy độc cô nhạn kiêu ngạo ngóc đầu lên nói ra võ điện từ khi đại lục có kỷ nguyên đến tự tồn tại đại lục kẻ thống trị không ngừng thay phiên nhưng võ điện chưa hề che diệt qua, thậm chí đều không ai dám công kích võ điện, người cũng đã biết vì cái gì. Giang giật đôi mắt sáng lên, cái này ngược lại là thật rất hiếu kỳ, hắn nói tiếp vì cái gì. Độc cô nhạn đầu ngang đến cao hơn, cười lạnh nói, bởi vì võ điện đã cường đại đến người tưởng tượng bên ngoài, trong lịch sử bất luận kẻ nào đắc tội võ điện, kết cục đều chỉ có. Chết, đều là nói nhảm, Giang giật mắt trợn trắng lên, thầm mắng một câu, hơi không kiên nhẫn nói ra, độc cô tiểu thư, giống như ngươi không có cái khác muốn nói ta còn có việc trước xin lỗi không tiếp được dừng lại nhìn thấy giang giật đứng dậy tự đi độc cô nhãn rốt cục nổi giận trong mắt nàng đều là tàn khốc quát khẽ giang giật bản tiểu thư không ngại lộ ra điểm tin tức cho ngươi thiên tinh đại lục trong lịch sử rất nhiều trí cường giả siêu cấp gia tộc người cơ bản đều là chúng ta võ điện vinh dự trưởng lão liền nói lục đại các nước chư hầu quốc chủ rất nhiều siêu cấp gia tộc tộc trưởng có nhiều hơn một nửa đều là chúng ta võ điện vinh dự trưởng lão bao quát chết đi tô địch phương A, Giang giật bước chân dừng lại, lần này thật bị chấn động đến, võ điện thế lực càng như thế chi lớn. Thế nhưng là võ điện chưa từng tranh bá, hắn cần thế lực to lớn như thế làm gì theo lý thuyết hắn có được như thế thế lực cường đại muốn nhất thống đại lục quá đơn giản, nhưng trong lịch sử võ điện chưa từng tranh bá qua. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua độc cô nhạn, vốn định hỏi thăm một phen, nhưng thấy được nàng khóe miệng đùa cợt, trong mắt nhìn xuống, hắn liền hỏi thăm tâm tình cũng không có, nhưng người mặt lạnh nói, ta giang giật địch nhân rất nhiều, đại lục ở bên trên muốn ta chết người không phải số ít, ta một mực không thích gây chuyện, nhưng chưa từng sợ phiền phức. Xin ngươi nhắn dùm võ điện điện chủ, cái này vinh dự trưởng lão ta còn tự không làm, các ngươi thích thế nào chỗ sao thế? Ta chỉ muốn nói một câu, ai muốn đối phó ta, liền muốn làm tốt tiếp nhận ta lửa giận chuẩn bị. Nói xong, giang giật bước nhanh mà rời đi, bóng lưng như kiếm, không có nửa điểm trần chờ bên ngoài võ điện điện chủ cùng dương quản sự gặp hắn diện mục âm trầm đi tới nội tâm một lộp bộp biết rõ chuyện xấu xem ra cái này ngu ngốc thánh nữ triệt để bắt hắn cho đắc tội ầm ừ, quả nhiên giang giật vừa đi thiền điện bên trong tự truyền đến một tiếng thanh thúy quảng bát âm thanh hai người liếc nhau chỉ có thể co đầu rụt cổ đi tới đi lại nghe được một câu sát khí nghiêm nghị dày đặc khí lạnh lời nói rượu mời không uống uống rượu phạt giang giật đây là người tự tìm giang giật mặc dù cuối cùng lựa chọn quyết không thỏa hiệp nhưng trở lại phiêu tuyết cung nhìn thấy tô như tuyết về sau, vẫn là trước tiên đem việc này cùng nàng nói, cuối cùng mới ngưng trọng hỏi, như tuyết, người xuất thân vương thất, hẳn là hiểu rõ rất nhiều tân bí, phụ vương của người thật là võ điện vinh dự trưởng lão. Không biết, ta là thân nữ nhi trước kia không có tư cách tiếp xúc cái này bí sử. Tô như tuyết lắc đầu, đứng dậy đưa tới tào công công nói, đi đem thái thượng thúc vương tiếp đến. Thái thượng thúc vương, giang giật nhướng mày, tô như tuyết giải thích nói, đây là phụ thân ta một cái thúc thúc trước kia từng làm qua quân cơ đại thần, đã hơn 100 tuổi, đã sớm không hỏi chính sự ở nhà dưỡng lão. Đoạn thời gian trước Thanh Long Hoàng Triều cùng năm nước công kích Đại Hạ Quốc lúc, hắn tức giận đến bệnh nặng một trận, vẫn luôn ở nhà tĩnh dưỡng, ta cũng không có thời gian đi gặp hắn, sở dĩ tựu không cùng ngươi nhắc lên. Nha, Giang giật nhẹ gật đầu, cùng tô như tuyết ngồi tại phiêu trong tuyết cung lẳng lặng chờ đợi, hơn nửa canh giờ sau một người có mái tóc tuyết trắng, ngồi tại trên xe lăn, còng lưng cõng lão giả bị đẩy vào đây hắn nhìn thật rất già, một cái tay còn không ngừng rung động, trên mặt đều là da đốm mồi, cũng may tinh thần coi như không tệ, nhìn thấy tô như tuyết liền muốn không người hành lễ, bị nàng trước tiên dìu dắt đứng lên. Tô như tuyết cùng hắn hàn huyên vài câu, lúc này mới nói tới chính sự, đem giang giật hỏi thăm sự tình thuật lại một lần, giang giật cũng ánh mắt sáng rực nhìn qua cái này tô ra nguyên lão. Ừm, thái thượng thúc vương nhẹ gật đầu, thanh âm coi như to, trung khí mười phần, không sai. Địch vương đích thật là võ điện vinh dự trưởng lão, thậm chí bản vương năm đó cũng là vinh dự trưởng lão, như tuyết, địch vương đi đến đột nhiên không kịp bàn giao ngươi một số việc. Ta phải nói cho ngươi chính là, tại thiên tinh đại lục, ngươi có thể đắc tội bất kỳ một cái nào các nước chư hầu, thậm chí đắc tội thanh long hoàng triều, ngươi cũng không thể đắc tội võ điện. Cái này, giang giật cùng tôi như tuyết sầm mặt lại, giang giật vừa mới tự triệt để đắc tội võ điện thánh nữ. Giang giật hướng tôi như tuyết nhìn thoáng qua, cái sau lập tức đã hiểu ý tứ. Ngưng âm thanh dò hỏi, Thái Thượng Thúc Phương, Võ Điện thật như vậy cường đại, vì sao tất cả mọi người e sợ như thế? Võ Điện, Võ Điện cụ thể cường đại ở nơi nào? Thái thượng thúc vương trong mắt tinh mang lé lên, trầm giọng nói: Cụ thể cường đại ở nơi nào, ta cũng không biết, nhưng ta biết hai chuyện. đệ nhất, vạn năm trước lục quốc đại quân binh lâm thiên tinh thành sự tình các người biết rõ à? Ta có thể rõ ràng nói cho các người biết lúc ấy sở dĩ lục quốc đại quân đều không dám đánh vào thiên tinh thành là bởi vì một người, người kia liền là ngay lúc đó võ điện tổng điện chủ. còn có việc sau quốc chiến cũng là tổng điện chủ một câu, lục quốc đều không dám không theo. Cái gì, Giang giật cùng tô như tuyết đều la thất thanh, Giang giật trong đầu hồi tưởng lại Giang biệt ly cảnh cáo, hắn giờ khắc này cũng đột nhiên cảm giác, thiên tinh đại lục nước hoàn toàn chính xác có chút sâu. chương 399, Cường Đại vu Thuật, vạn năm trước, Thanh Long Hoàng Triều Hoàng Tộc cùng thiên tinh thành cường giả trong vòng một đêm chết hết, lục đại nguyên soái đồng thời khởi binh tự lập làm quốc. Sau đó Thanh Long Hoàng Triều ủng hộ một cái còn sống sót hài đồng đăng cơ thượng vị, lục đại nguyên soái xuất lĩnh đại quân tề bôn thiên tinh thành chuẩn bị hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu hoặc là dứt khoát đem thanh long hoàng triều tiêu diệt lại từng cái chiếm đoạt còn lại các nước chư hầu thay đổi triều đại mấy trăm vạn đại quân binh lâm thiên tinh thành nhưng cuối cùng không ai dám vào thành riêng phần mình xám xịt trở về đại lục cách cục cũng một mực kéo dài đến nay sáu cái đại quân vì sao không dám đánh vào thiên tinh thành một mực là đại lục con dân trong lòng một cái lớn nhất nỗi băn khoăn về sau thanh long hoàng triều hạ chỉ lệnh làm lục đại các nước chưa hầu cách mỗi 10 năm tại tinh thạch bình nguyên cử hành một lần quốc chiến, riêng phần mình phái đại quân chém giết. Vậy liền coi là là kẻ ngu cũng có thể nhìn ra, Hoàng Triều là đang tiêu hao lục đại các nước chưa hầu quốc lực, mượn cơ hội bảo tồn lớn mạnh, chậm chậm mưu toan. Đồ đần đều có thể nhìn ra được sự tình, lục đại các nước chưa hầu quốc chủ tự nhiên có thể hiểu, vấn đề bọn hắn còn hấp tấp tham chiến, đằng sau còn lấy ra một cái tiểu quốc chiến. Đây cũng là đại lục một cái bí ẩn chưa có lời đáp hai cái này đáp án bị giải khai, cái này phía sau có một cái siêu cấp đại thủ, võ điện. Độc cô nhạn hoàn toàn chính xác không có lửa hắn, võ điện quả nhiên cường đại, cường đại đến có thể chúa tể đại lục tình trạng, võ điện tổng điện chủ một câu, lục đại chư hầu không dám không theo, cái này võ điện tổng điện chủ chẳng khác gì là đại lục vua không ngai. Chỉ là, vấn đề mới lại ra, võ điện dựa vào cái gì làm đại lục vua không ngai trước kia không nói tự luân, đại lục cường giả tụ tập, kim cương cảnh cường giả có hơn 10 tên, Thủy U Lan cùng Hoàng Triều Lão tổ tông thực lực hẳn là đều đạt tới kim cương cảnh đỉnh phong, chẳng lẽ lại phó điện có thiên quân cấp bậc cường giả làm giang giật đem nghi hoặc ném đi ra lúc Thái thượng thúc phương trầm ngâm một hồi lâu mới lắc đầu nói: cụ thể ta cũng không phải quá hiểu loại chuyện này chỉ có lịch đại quốc chủ mới biết được. Bất quá theo ta suy đoán hẳn không có thiên quân cấp bậc cường giả khí tức quá kinh khủng, đừng nói thiên quân, liền xem như kim cương cường giả khí tức đều căn bản thu liếm không được. Vấn đề. Hết lần này tới lần khác kỳ quái tại cái này. Trong võ điện ngoại trừ võ điện tổng điện chủ là kim cương cường giả bên ngoài, lục quốc căn bản không có dò xét đến. Mặt khác kim cương cảnh cường giả. Giang giật nghi ngờ hỏi Thái thượng thúc phương, chẳng lẽ vương thất không có bí sử loại hình đại hạ quốc đời thứ nhất quốc chủ hẳn là đối chuyện năm đó có chỗ ghi chép a? À? Ha ha, tô Như Tuyết cười khổ một tiếng, xen vào nói hoàn toàn chính xác có ghi chép, đáng tiếc đại quân vây công hạ vũ thành trước đó phụ vương đem sở hữu chân quý tư liệu bí sử đều thiêu hủy đi. Đáng tiếc, Giang giật khe khẽ thở dài, cái này thái thượng thúc vương không phải quốc chủ, rất nhiều chuyện cơ mật nhất khẳng định không biết, tư liệu bị thiêu hủy, muốn đạt được chân tướng, xem ra chỉ có thể đi huyền thiên thành hỏi thăm vân kinh này. Võ điện ngươi đến cùng là cái dạng gì tồn tại? Giang giật thì thào một tiếng, hắn cũng không e ngại võ điện, mặc dù đắc tội một cái độc cô nhạt, nhưng võ điện điện chủ không phải là đồ ngốc, hiển nhiên sẽ không vô cớ cùng hắn là địch, dù sao thân phận của hắn hết sức quan trọng. Mặc kệ, Giang giật thình lình đứng dậy, cùng Thái Thượng Thúc Phương xin lỗi một tiếng, trở về phòng nghỉ ngơi. Nên tới sẽ đến, nghĩ quá nhiều cũng vô dụng, địch nhân của hắn nhiều lắm, võ điện vạn nhất thật muốn cùng hắn là địch, đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao hắn tự cái này tính khí, muốn cho hắn gia nhập võ điện không có cửa đâu. Thời gian đuổi không kịp bạch mã, vô thanh vô tức đang trôi qua, 10 ngày một cái trước mắt đi qua. Tiền vạn quán lần nữa đưa tới một chút thạch phù thủy, Tô Như Tuyết cũng mua được một chút, nàng tăng thêm nhân thủ xuống dưới khai quật thần mạch, phía dưới thần mạch bị khai quật rất nhanh. Thời gian 10 ngày thiên thạch đã bị móc ra hơn 100 mai, mà lại cái này thần mạch vẫn chỉ là đào xuyên bên trái, bên phải cùng phía trước còn không có nhìn thấy giới hạn, ai cũng không biết còn có bao lớn. Giang giật đi ra vô thần cấm địa đã không sai biệt lắm hơn bốn nguyệt, còn không vào vô thần cấm địa, sợ là vô thần kia tia tàn hồn muốn biến mất ở trong thiên địa như tuyết ta phải đi, chờ ta được đến vu thần truyền thừa, nhất định trước tiên trở về, sau khi trở về chúng ta liền lập tức đại hôn. Nhìn qua lưu luyến không rời tô như tuyết, giang giật trong lòng rất là chua sót, miễn cưỡng khẽ cười nói. Tô như tuyết trùng điệp gật đầu, hai tay ôm chặt lấy giang giật, cho hắn một cái lửa nóng hôn. Đúng rồi, giang giật đột nhiên nhớ tới một sự kiện, hỏa linh châu sáng lên, một cái xinh đẹp trường kiếm, còn có một cái dị thường hoa lệ trường cung ra trong tay hắn. Cái này hai thanh vũ khí bên trên sóng ánh sáng lưu chuyển, khí thức dọa người, xem xét cũng không phải là phàm vật. Hắn đem hai kiện thánh khí đưa cho tô như tuyết nói, đây là ta tại vô thần trong cấm địa đạt được thánh khí, đều tặng cho ngươi, ngươi xem kia một kiện thích hợp ngươi, có thời gian luyện hóa đi. Xạ thần cung, tô như tuyết con mắt thoáng cái phát sáng lên, tiếp nhận cái kia thanh cung yêu thích không buông tay, nhưng nàng cuối cùng không có muốn, ngược lại đem cung trả lại giang giật nói, giang lang, cái này cung đã từng là một vị thiên quân binh khí, nghe nói nếu là hắn khóa chặt bất kỳ người nào đều hẳn phải chết không nghi ngờ cái này cung uy lực quá lớn ta cầm đây nhất định lãng phí chính ngươi dùng đi ta giang giật dùng quen thuộc hỏa long kiếm để hắn lại đi dùng cái này cung rất không thuận tay tô như tuyết gặp hắn trần chờ linh cơ khẽ động nói nếu không cho tiểu nô muội muội a à có lẽ ở trong tay nàng uy lực hội càng lớn đâu đúng a à, giang giật đem mặt khác một thanh kiếm ném cho tô như tuyết vội vàng đi tìm tới giang tiểu nô Đem cái này Trường Cung đưa cho nàng nói, "Tiểu nô, ngươi thử nhìn một chút có thể hay không luyện hóa cái này xạ thần cung ngươi sau khi biến thân bay được, phối hợp cái này Trường Cung, uy lực khẳng định dị thường hung tàn." Cái này cung thật xinh đẹp, Giang Tiểu Nô cũng rất là thích, trong tay toát ra một đoàn năng lượng màu xanh lục, kia cung thế mà rất nhanh tản mát ra nhàn nhạt quang mang, rõ ràng có thể nhẹ nhõm luyện hóa. Giang giật theo Hỏa Linh Châu bên trong lại lấy ra một cái cổ thần nguyên giới đưa cho nàng, để nàng an tâm tại Hạ Vũ Thành bên trong ở lại chờ hắn theo vu thần trong cấm địa trở về. Cáo biệt tô như tuyết, Giang Tiểu Nô cùng Tiểu Hồ Ly, Giang giật lần nữa lên đường, tiến về vu thần cấm địa. Lần này hắn không có cưỡi nhai tí thú cao điệu đi, mà là lặng lẽ thu hồi nhai tí thú, theo vương cung lòng đất đi. Ngoại trừ tô như tuyết cùng Giang Tiểu Nô, Tiểu Hồ Ly hách lão bên ngoài, thậm chí vương cung tảo công công cũng không biết hắn đã đi. Tô như tuyết trước kia làm khối kia mặt nạ ra người lại lấy ra tới, cái kia khôi lỗi tiếp tục giả mạo Giang giật, thỉnh thoảng tại hạ vũ thành bên trong lộ lộ diện, an ổn quân tâm. Giang giật thẳng tắp từ dưới đất đi, không biết ngày đêm đi đường, chỉ là tốn hao 10 ngày tiểu đã tới U Minh xâm lâm, vận dụng lệnh bài nhẹ nhóm tiến vào càn khôn điện bên trong, vẫn là trực tiếp tiến vào tầng cao nhất. Vu thần, ta trở về. Hắn đối vu thần hài cốt thật sâu cúi đầu, trong cung điện cấm chế lập tức phát sáng lên, một cái bóng mở ngưng tụ, cái này hư ảnh rõ ràng phai nhạt không ít, vu thần thanh âm vang lên tại đại điện, tiểu tử, Người nếu là lại trễ trở về một tháng, sợ là lão phu thượng của vu thuật liền muốn thất truyền, đừng nói nhảm, nắm chắc thời gian trước tiên đem cái này 10 cái vu thuật bí tịch toàn bộ cứng rắn học thuộc. Ông, phía trước bạch ngọc trên vách tường, từng cái chữ màu đen đột nhiên hiển hiện, giang giật khu trừ tạp niệm, tập trung tinh thần nhìn lại, nhìn thấy cái thứ nhất vu thuật, nội tâm lập tức dũng mãnh lao tới ngàn tầng cự lãng. Thần niệm có thể đem thần thức trong nháy mắt phóng đại trăm vạn lần, có thể vô thanh vô tức nhẹ nhõm dò xét toàn bộ đại lục không đạt tới thiên quân cấp bậc võ giả căn bản phát giác không được cái này thượng cổ vu thuật nhai tí thú cùng giang giật nói qua hắn không nghĩ tới chính mình thế mà có cơ hội học tập như thế cường đại vu thuật có thể đem thần thức phóng đại trăm vạn lần kim cương cảnh cường giả còn không thể phát giác đây chính là nghịch thiên vu thuật a có này thần thông hắn cùng kim cương cường giả đối chiến liền có thể đứng ở thế bất bại cắt cắt chương bốn trăm phân thân ngàn vạn xem hết thần niệm vu thuật toàn bộ công pháp bí tịch giang giật lòng nhiệt huyết thoáng cái lạnh xuống cái này thần niệm lĩnh hội biện pháp rất đơn giản, vấn đề không có cường đại linh hồn căn bản phóng thích không được. Theo phía trên nói, giang giật linh hồn chỉ là đạt tới nhị giai, muốn phóng thích cái này vô thuật, linh hồn ít nhất đều muốn đạt tới tam giai. Giang giật học bằng cách nhớ đem cái này vô thuật nhớ kỹ, tiếp lấy bắt đầu ghi chép lại mặt vô thuật. Cái thứ hai vô thuật giang giật rất là quen thuộc, chính là khôi lỗi nê thạch nhân, lần này quả nhiên cùng lần trước khác biệt, giang giật nhìn một hồi tự có chút hiểu được, bất quá giờ phút này hắn cũng không dám lĩnh hội, vẫn là trước đem tất cả vô thuật nhớ kỹ lại nói cái thứ ba vô thuật hắn cũng đã gặp là vân phỉ lính hội thảo mộc tinh linh cái này vô thuật uy lực hắn đã thấy qua trong rừng rậm hoặc là phụ kiện hoa cỏ cây cối lời nói uy lực tuyệt đối là khả quan cái thứ tư vô thuật rất có ý tứ tên là trong nước du lịch phóng thích cái này vô thuật về sau ở trong nước như dẫm trên đất bằng thậm chí so trên lục địa tốc độ nhanh hơn mấy lần hẳn là căn cứ thủy hệ đạo văn diễn hóa ra vô thuật cái thứ năm vô thuật để giang giật cảm thấy rất hứng thú theo hắn suy đoán cái này vô thuật cũng là dễ dàng nhất lĩnh hội. Vô thuật gọi phân thân ngàn vạn, mặc dù bí tịch bên trên không có đề cập, nhưng giang giật bản năng cảm giác, đây là dựa theo phong hệ trung giai đạo văn phong hóa ngàn vạn diễn hóa mà đến. Cái này trung giai đạo văn giang giật đã cảm ngộ, lĩnh hội cái này vô thuật, chắc chắn sẽ không quá tốn sức. Cái thứ sáu vô thuật, giang giật cũng cảm thấy rất hứng thú, gọi là phần diệt thương khung. Cái này vô thuật không cần phải nói là căn cứ hỏa hệ đạo văn diễn hóa mà ra công kích vô thuật, bởi vì địa hỏa cùng hỏa linh thạch, Giang giật đối với hỏa một mực rất yêu thích, sở dĩ đem cái này vô thuật nhớ kỹ về sau, nội tâm của hắn liền đem cái này vô thuật định vì nhất định phải lĩnh hội vô thuật một trong. Cái thứ bảy về sau vô thuật, Giang giật xem không hiểu, rất là mịt mờ khó hiểu, xem mặt chữ bên trên ý tứ căn bản xem không hiểu, Giang giật chỉ có thể cưỡng ép học thuộc, hao tốn dòng dã hai ngày thời gian, hắn mới đem 10 cái thượng của vô thuật đều nhớ xuống dưới. Lần nữa kiểm tra một lần, Giang giật xác định nhớ kỹ về sau, lúc này mới chắp tay nói ra, vù thần, ta đã toàn bộ ghi chép lại. Kia tốt, ngươi nhớ kỹ cái này vù thuật ngoại trừ vân ra con em bên ngoài, bất kỳ người nào đều không được truyền thụ. Vù thần thanh âm truyền đến, tiếp lấy lại dặn dò, còn có, cái này vù thuật không thể ghi tạc trên giấy, hoặc là truyền thụ về sau nhất định phải lập tức thiêu hủy. Đây là chúng ta vân ra lão tổ tông lưu lại quy củ, vân ra tiền bối tìm hiểu ra tới vù thuật, coi như thất truyền, cũng không thể lưu truyền đi phía ngoài. Ừ, ừm ưm. Giang giật liên tục gật đầu, âm thầm cảm khái chính mình vận khí thật sự là quá tốt. Nếu không phải vân ra những năm này đều chưa từng sinh ra thiên tài, hoặc là có chút thiên tài không dám lấy thân mạo hiểm, tăng thêm vô thần tàn hồn liền muốn biến mất, nếu không thật không có cơ hội tìm được những này cường đại vô thuật truyền thừa. Những này vô thuật thế nhưng là cao cấp nhất mặt hàng, không giống những cái kia cấp thấp phó kỹ, rất nhiều vô thuật bên trong ẩn chứa lấy đạo văn tinh túy, thông qua những này vô thuật rất có thể đẩy ngược suốt đạo văn áo nghĩa, tiếp theo lĩnh hội cái kia đạo văn. Phu thần dừng một chút, lại mở miệng nói: Lão phu không thèm để ý công danh lợi lộc, chỉ muốn một lòng vấn đạo, sở dĩ những năm này tìm hiểu rất nhiều cấm chế, muốn thông qua cấm chế đột phá một bước cuối cùng. Cấm chế này rất là dường ra, cũng cần thời gian dài đi lĩnh hội, nhập môn đơn giản nhưng muốn tinh thông, hoặc là đạt đến đại thành chi cảnh, ít nhất cần mấy trăm năm thời gian. đương nhiên, cấm chế này nếu là nghiên cứu đến chỗ cao thâm, đối cảm ngộ đạo văn có ích lợi rất lớn, cường đại cấm chế cũng có thể trực tiếp chém giết kim cương cảnh thậm chí thiên quân cảnh cường giả. Lão Phu đem ta cảm ngộ cấm chế đặt ở bên phải vách tường trong mật thất, nếu như người hữu tâm học tập, tự chậm rãi lĩnh hội, giống như vô tâm lĩnh hội, tìm cái tư chất không tệ hậu nhân giúp ta truyền xuống đi. Ông, bên phải vách tường phát sáng lên, một đạo cửa đá đột ngột mở ra, lộ ra một cái phòng nhỏ. Giang giật hướng bên trong nhìn thoáng qua, âm thầm tặc lưỡi, phòng nhỏ không tính quá lớn, nhưng bên trong đều là tàng thư, dòng rã có mấy vạn bản. Mấy vạn quyển sách, không nói lĩnh hội sợ là muốn toàn bộ xem hết cũng muốn mấy năm a à. trước nhận lấy đi giống như không được tự truyền cho vân gia người giang giật đi vào đem tất cả thư tịch đều thu nhập hỏa linh châu bên trong vu thần lúc này mới truyền âm nói người trước lĩnh hội vu thuật đi đằng sau bốn cái vu thuật tạm thời khác đừng lĩnh hội cảnh giới của người quá thấp linh hồn cũng quá yếu đi khẳng định lĩnh hội không được nắm chắc thời gian lĩnh hội phía trước sáu cái có vấn đề tùy thời có thể dùng hỏi ta tốt Giang giật nhẹ gật đầu, xếp bằng ngồi dưới đất, tính tâm lĩnh hội vu thuật, cái thứ nhất vu thuật cần cường đại linh hồn, hắn cũng không cần tìm hiểu. Khôi lỗi thạch đầu nhân, tác dụng có một ít nhưng không phải quá lớn, thảo mộc tinh linh cùng trong nước du lịch tính hạn chế có chút lớn, không có cây cùng nước căn bản vô dụng, sở dĩ hắn đem mục tiêu đặt ở phần diệt thương khung cùng phân thân ngàn vạn bên trên. Phân thân ngàn vạn ngưng trọng ra ngàn vạn cái phân thân, mặc dù là hư ảnh, nhưng thần thức không cường đại võ giả căn bản phán đoán không ra, đây là tốt nhất phụ trợ công kích cùng đào mệnh thần thông a giang giật lúc đầu muốn nhất lĩnh hội vô thuật là thần niệm giờ phút này không có tăng cường linh hồn thiên tài địa bảo cũng sẽ không tu luyện linh hồn sở dĩ chỉ có thể lĩnh hội phân thân ngàn vạn tu luyện không tuế nguyệt giang giật bế quan lĩnh hội vừa nhập định tự quên đi thời gian thẳng đến thân thể đói đến chịu không được mới thanh tỉnh lại tùy ý ăn một điểm lương khô uống một chút thanh thủy hắn lại tiếp tục nhập định cái này phân thân ngàn vạn không ra ngoài ý liệu của hắn quả nhiên là theo phong hóa ngàn vạn bên trong diễn hóa ra, chỉ là năm sáu ngày hắn liền đã có chút một chút đầu mối, điều này cũng làm cho tinh thần hắn đại chấn. Lần nữa qua ba ngày, giang giật trên thân đột nhiên bạch quang lóe lên, trong thân thể nguyên lực điên cuồng vận chuyển, dựa theo một loại kỳ lạ quỹ tích, thân thể của hắn bốn phía phong cũng bị hắn nguyên lực khiên động, hướng hắn hội tụ mà tới. Ông, đột ngột ở giữa, bên cạnh hắn gió đang không chung bạch quang lóe lên, ngưng tụ ra một cái hư ảnh, dạng như vậy thế mà cùng giang giật giống nhau như đúc, đồng dạng xếp bằng ngồi dưới đất. Đồng thời thân thể của hắn cũng biến thành có chút mơ hồ, thế mà nhìn cũng phi thường giống là hư ảnh, hai cái ảnh tử giống nhau như đúc, sợ là coi như tô như tuyết ở bên cạnh cũng nhìn không ra cái nào là chân thân. Suy suy, bất quá chỉ là trong chốc lát, bên phải phong lưu động, hắn ngưng tụ ra phân thân chậm rãi tiêu tán, bốn phía bình tĩnh lại. Không tệ, không đến 10 ngày thời gian, người cái này hóa phân thân ngàn vạn đã nhập môn, tiếp tục tham ngộ xuống dưới, phân thân có thể ngưng tụ càng nhiều, bảo trì thời gian càng lâu, làm người có thể ngưng tụ một vạn cái phân thân, mỗi cái phân thân có thể bảo trì một ngày thời gian, còn có thể khống chế bọn hắn tự do hành tẩu lúc, cái này phân thân ngàn vạn tựu đại thành. nhớ lấy, muốn khống chế phân thân tự do hành tẩu mê hoặc địch nhân, người nhất định phải học được nhất tâm nhị dụng, tam dụng, tứ dụng, dạng này mới có thể linh hoạt khống chế phân thân mê hoặc địch nhân, lại lợi dụng bản tôn cho địch nhân một kích chín mạng. linh hồn của ngươi quá yếu, cái này phân thân ngàn vạn về sau lại lính hội đi sau khi rời khỏi đây ngươi phải nghĩ biện pháp đi tìm một chút linh hồn loại thiên tài địa bảo, hoặc là đi tìm một môn tu luyện linh hồn bí thuật, nếu không cái này phân thân ngàn vạn, dùng ngươi trước mắt linh hồn cường độ là căn bản không thể đại thành. Phu thần thanh âm vang lên, Giang giật mở to mắt cẩn thận lắng nghe, hắn cũng cảm giác được chính mình linh hồn quá yếu, ám đạo sau khi rời khỏi đây nhất định muốn tìm kiếm một chút linh hồn trí bảo, hoặc là hỏi Tô Như Tuyết đòi hỏi tu luyện linh hồn bí thuật, Tô ra thế nhưng là vẫn luôn tu luyện linh hồn. Thời gian không nhiều, phù thần tàn hồn lúc nào cũng có thể biến mất, Giang Giật không dám suy nghĩ nhiều, tùy ý ăn một chút đồ vật, bắt đầu lĩnh hội phần diệt thương khung vô thuật. Phần diệt thương khung, đây là một môn rất là bá đạo vô thuật, luyện hỏa. Tu luyện tới chỗ cao thâm, có thể sử dụng hỏa diễm đốt diệt kim cương cường giả, giống như có thể được đến thiên địa bên trong kỳ hỏa, tiến hành luyện hóa phối hợp cái này vô thuật, thậm chí đều có thể đốt diệt thiên quân cường giả, thiên địa kỳ hỏa. Giang giật nhớ tới thánh linh quốc đoạt hồn cốc bên trong u minh quỷ hỏa, Âm thầm hưng phấn, chỉ cần đem cái này vô thuật lĩnh hội đến đại thành chi cảnh, đại lục cường giả coi như toàn bộ cùng hắn là địch, hắn lại có sợ gì chi? Chương 401, U Minh Cửu Nguyên, Thiên Tinh đại lục nhất phương Bắc có một cái rất khủng bố địa phương, gọi Quảng Hàn Băng Nguyên. Nơi này hàng năm tuyết lớn dị thường rét lạnh, mà lại băng nguyên phía dưới đều ẩn núp dị thú, những này dị thú gần như không có linh trí, nhưng thực lực rất khủng bố, nghe nói còn có rất nhiều thực lực nhưng so sánh yêu vương cường đại dị thú một khi có người tới gần sẽ lập tức bị bọn chúng xé rách thành mảnh vỡ. Sở dĩ Quảng Hàn Bang Nguyên đối với nhân loại tới nói tương đương tuyệt địa, đừng nói võ giả, coi như kim cương cường giả cũng không dám xâm nhập. Nhưng mà, Quảng Hàn Bang Nguyên nhất phương Bắc, cũng là cái này Bang Nguyên kinh khủng nhất địa phương có một cái vực sâu, giờ phút này trên vực sâu, một cái cổ phát truyền tống trận thế mà phát sáng lên, ngay sau đó một người mặc áo lông trồn, hất lên áo choàng, tư thái tuyệt mỹ nữ tử mang theo hai tên thần du đỉnh phong cường giả tại truyền tống trận ngưng hiện tham kiến thánh nữ, truyền tống trận phụ cận mặt đất đột nhiên tầng tầng bạo liệt, bông tuyết đầy trời bên trong, hơn 10 bóng đen mà ra, toàn bộ một gối quỷ xuống quát khẽ nói. Mặc áo lông trồn hất lên áo choàng thiếu nữ đem áo choàng dơ lên, lộ ra một tấm xinh đẹp vô song mặt, rõ ràng là độc cô nhạn. Trên mặt nàng đều là xương lạnh, kiêu căng nhẹ gật đầu, mang theo hai tên thần du đỉnh phong hộ vệ, cứ như vậy hướng phía trước vực sâu không đáy nhảy xuống, rất nhanh hóa thành ba cái điểm đen biến mất không thấy. Cung tiến thánh nữ, hơn 10 người lần nữa quát khẽ một tiếng, tiếp lấy toàn bộ bắn ngược tiến vào dưới mặt đất, rất nhanh đầy trời băng tuyết lại đem mặt đất cho vùi lấp, bốn phía bình tĩnh lại. Nơi này gọi U Minh Cửu Uyên, ngoại trừ đại lục siêu cấp đại gia tộc tộc trưởng cùng vài quốc gia quốc chủ bên ngoài, đại lục rất ít người biết rõ nơi này. Nơi này là võ điện tổng điện chỗ, nơi này ngoại trừ võ điện người, bất luận kẻ nào cũng không có tư cách đi vào, bao quát. Năm đó Thanh Long Hoàng Triều Hoàng Đế, U Minh Cửu Uyên phía dưới, có động thiên khác phía dưới không có đầy trời băng tuyết, ngược lại khí hậu nghi nhân, xuân về hoa nở, bốn phía có thể thấy được thanh thanh cỏ xanh, diễm lệ hoa hồng, nơi này rất rõ ràng là một cái cùng loại vạn long cốc thiên quân mộ đồng dạng kỳ dị không gian, bên trong lâu vũ trùng điệp, cung điện um tùm, khắp nơi có thể thấy được mặc hắc bào võ điện võ giả. Ông, độc cô nhạn nhảy xuống vực sâu, cuối cùng lại u minh cửu uyên bên trong một cái cự đại trong quảng trường trong truyền tống trận xuất hiện, sự xuất hiện của nàng gây nên trên quảng trường từng mảnh từng mảnh võ giả một gối quỳ xuống. Độc cô nhạn không nói một lời, kiêu căng hướng một tòa lớn nhất cung điện đi đến, một đường xuyên qua trùng điệp cung điện, cuối cùng tiến vào một cái siêu cấp đại điện bên trong. Đại điện nội nhân không nhiều con có bốn người, bất quá hai vị lão giả khí thức rất cường đại, rõ ràng đạt đến kim cương cảnh. Bên tay trái còn có một tên cùng độc cô nhạn dung mạo cân sức ngang tài váy vàng nữ tử, giống như giang giật ở nơi này, khẳng định sẽ khiếp sợ không có gì sánh kịp. Bởi vì cái này váy vàng nữ tử, rõ ràng là mất tích hơn một năm cơ thính vũ. Cơ thính vũ tại thiên quân mộ trong cùng giang nghịch lưu mưu hải giang giật, cuối cùng giang giật nhớ tới tình cũ không có chém giết nàng, nàng tại hồi trở lại linh thú sơn học viện trên nửa đường thế mà biến mất. Đằng sau giang giật để tiền vạn quán hỗ trợ nghe ngóng cơ thính vũ sự tình, nhưng nàng tựa như ở nhân gian bốc hơi, lại ra võ điện tổng trong điện. Hừ, hừ, độc cô nhạn đi tới về sau, đặt mông ngồi trên ghế, gương mặt xinh đẹp bên trên đều là xương lạnh, hai tên lão giả liếc nhau, nhào nhau, nhau đứng lên nói, thánh nữ, thế nào là ai chọc ngươi tức giận? Cơ thính vũ nhìn đầu cô nhạn một chút, khóe miệng lộ ra một vòng mịt mờ ý cười, đột nhiên lên tiếng nói, ha ha, nhạn tỷ khẳng định là tại giang giật kia bị khinh bỉ đi giang giật người này mềm không được cứng không xong, Tinh khí rất thúi, nhạn tỷ ngươi đừng làm hắn, tức điên lên thân thể của mình đấy. Hừ hừ, không nói cái này còn tốt, nói chuyện đầu cô nhạn giận không chỗ phát tiết. bay nhảy thoáng cái đứng lên, quát lạnh nói, cha ta ở đâu ta muốn gặp hắn. Giang giật lấn ta quá thịnh, ta muốn để cha ta hạ lệch, đem hắn chém thành muôn mảnh. Điện chủ còn chưa có trở lại, một lão giả bất đắc dĩ thở dài nói, thánh nữ, giang giật thân phận không hề tầm thường, không thể làm loạn a. À. Hừ hừ, độc cô nhạn bất mãn quét lão giả một chút, đạp chân dài quay người đi ra phía ngoài, tại cửa ra vào mới âm thanh lạnh lùng nói, cha ta trở về lập tức nói cho ta, không ra một hơi này, ta tự không gọi độc cô nhạn. Ai, hai tên tại võ điện thân phận tôn quý nguyên lão lướt nhau, hai người nở nụ cười khổ, một người thở dài ta liền biết thánh nữ cái này tính khí lần này ra ngoài khẳng định chuyện xấu đáng tiếc điện chủ không tại chúng ta nói lời nàng không nghe a à, việc này cũng là chúng ta không đúng sớm biết hẳn là hai người chúng ta hoặc là tổng điện chủ tự mình ra mặt cùng giang giật nói ngược lại tốt đàm phán không thành bởi vì thánh nữ giang giật khẳng định đối võ điện càng thêm bất mãn triệt để không thể nào gia nhập võ điện hai vị nguyên lão không cần tự trách Cơ thính vũ cười nhạt một cái nói, ta đã từng cùng giang giật còn tính là bằng hữu, ta hiểu rõ nhất hắn, coi như nhạn tỷ không đắc tội hắn, hắn cũng không có khả năng quy thuận cùng chúng ta. Hắn người này liền là một đầu độc lang, kiệt ngạo bất tuần, không thích nhất bị nửa điểm ràng buộc. Sở dĩ, giang giật người này nhất định phải giết, nếu không chính là đại họa tâm phúc của chúng ta. Giết, hai tên nguyên lão trong mắt hàn mang lóe lên, trên thân sát khí cũng đổ xuống mà ra, một tên nguyên lão mở miệng nói, cơ thánh nữ cũng nói đúng, không vì bản thân ta sử dụng người, kia nhất định phải chém giết. Giang giật trên người có quá nhiều không thể xác định tính, muốn sớm cho kịp xử lý, nếu không nói không chừng chọc ra cái gì cái sọt lớn đâu. Không được, một tên khác nguyên lão, lắc đầu nói, việc này can hệ trọng đại, nhất định phải chờ tổng điện chủ trở về định đoạt. Cơ thính vũ khoát tay áo, nói, mặc kệ giết hay không, vẫn là phải trước làm ta chuẩn bị đi, ta quen thuộc giang giật tất cả mệnh môn, chỉ cần hai vị nguyên lão phối hợp làm ta an bài, chỉ cần tổng điện chủ trở về ra lệnh một tiếng, Giang giật hẳn phải chết, như thế nào? Hai tên nguyên lão đôi mắt sáng lên, cơ thính vũ tài trí thế nhưng là để tổng điện chủ cũng vì đó tin phục, lúc này mới đặc biệt đề bạt làm thánh nữ. Hơn một năm nay đến, cơ thính vũ cũng đã chứng minh năng lực của nàng, chỉ cần nàng xuất thủ sự tình, không có không làm được. Lập tức hai tên nguyên lão thương nghị, một tên sau cùng nguyên lão gật đầu nói cơ thánh nữ, chỉ cần ước hẹn ba năm kỳ đầy bên trong, người bất động giang giật, không cùng hắn công khai kết thù, chúng ta ngược lại là có thể hiệp trợ ngươi làm một chút an bài. Đương nhiên Tổng Điện Chủ sau khi trở về, giống như hắn không đồng ý, ngươi những này an bài nhất định phải lập tức hủy bỏ. Kia là tự nhiên, cơ thính vỗ trong mắt đẹp quang mang lóe lên, uyển chuyển nở nụ cười, tựa như một đóa mỹ lệ hoa hồng vàng, sặc sỡ lóa mắt, nàng nói ta đương nhiên sẽ không công báo tư thù, Tổng Điện Chủ không đáp ứng, ta tuyệt không loạn động, Tổng Điện Chủ nếu là đồng ý, ta cam đoan. Giang giật hẳn phải chết không nghi ngờ. TT, hai vị nguyên lão nhìn thấy cơ thính vũ kia rực rỡ nụ cười như hoa, đều không hiểu cảm giác phía sau lưng mắt lạnh, cái này thánh nữ cho bọn hắn cảm giác tựa như một đầu trúc diệp thanh, hoặc là không cắn người, một khi cắn người, người kia hạ chàng chỉ có một con đường chết. Giang giật, cơ thính vũ ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, nhìn qua xa xa trùng điệp cung khuyết, dùng chính mình mới có thể nghe được thanh âm, thì thao thính vũ thừa nhận, năm đó ta hoàn toàn chính xác nhìn sai rồi, nếu như ta bắt đầu tự lựa chọn ngươi sợ là giờ phút này cũng như tô như tuyết hạnh phúc a à đáng tiếc, chúng ta cái này đều không thể nào tiến tới cùng nhau. Đã không thể được đến ngươi, ta chỉ có, toàn lực hủy đi ngươi, chương 402, siêu cấp lục tịnh bình, phần diệt thương khung, danh tự này lấy bá khí, kỳ thật càng phải gọi khống hỏa thuật a à, đáng tiếc rất khó khăn tìm hiểu. Đều tìm hiểu nửa tháng, thế mà vẫn chỉ là khó khăn lắm nhập môn. Có thể ngưng tụ một tia yếu nhất hỏa diễm, càn khôn điện bên trong, Giang giật có chút im lặng nhìn qua trong tay một đoàn ngọn lửa nhỏ, lửa này mầm như một cái diêm bên trên tiểu hỏa đoàn, đừng nói tổn thương võ giả, sợ là bình dân đều đốt không chết đi. Nửa tháng, cái này phần diệt thương khung vô thuật vậy mà khó khăn lắm nhập môn, cái này nếu là nghĩ đại thành, cũng không biết muốn năm nào tháng nào a. À. Hắn đã đại khái tìm hiểu cái này vô thuật, cái này vô thuật bản chất là hấp thu thiên địa bên trong hỏa nguyên tố, lợi dụng những này hỏa nguyên tố ngưng tụ ra hỏa diễm, lĩnh hội đến càng sâu, có thể ngưng tụ hỏa diễm càng nhiều, càng lợi hại. Đến đại thành chi cảnh nghe nói có thể ngưng tụ ra cửu dương chân viêm, đây chính là vô cùng kinh khủng tồn tại, có thể đốt diệt kim cương thiên quân cường giả, một chiêu kiêu chết trăm vạn đại quân không đáng kể. Bất quá cái này vô thuật, tự liền vô thần đều không có tu luyện tới đại thành chi cảnh, giang giật giờ phút này tìm hiểu lâu như vậy, vẫn chưa hoàn toàn nhập môn có thể thấy được cái này vô thuật lính hội chi nạn. Xem ra vẫn là đi tìm thiên địa kỳ hỏa, tiến hành tế luyện tốt, ta có hỏa linh châu có thể chứa đựng hỏa diễm. Đây là có tiên thiên ưu thế a. À. Giang giật âm thầm suy nghĩ, cái này vô thuật thời gian ngắn không có khả năng đại thành, khẳng định cần mấy năm, thậm chí mấy chục năm lĩnh hội. Hắn thời gian không nhiều, tự nhiên không thể dạng này tiêu xài. Đi tìm thiên địa kỳ hỏa, dùng cái này vô thuật tế luyện phía dưới, có thể làm cho hỏa diễm uy lực gấp bội, dạng này có thể thời gian ngắn có được kinh khủng lực công kích. Địa hỏa, hỏa linh châu bên trong còn có chút hít địa hỏa. Giang Giật quyết định dùng để thí nghiệm thoáng cái, bất quá giờ khắc này hắn lại trần chờ, bởi vì cái này luyện hỏa cần tiến hành theo chất lượng, bắt đầu là dùng bình thường nhất hỏa diễm tế luyện, chậm rãi lại dùng cường đại hỏa diễm, hắn trực tiếp dùng địa hỏa, có thể hay không đem chính mình cho luyện chết. Liêu mạng, hỏa linh châu, nhờ vào ngươi. Dừng một lát, hắn nghĩ tới hỏa linh châu cắn răng thúc đẩy, hắn theo địa hỏa bên trong lấy ra một chút địa hỏa, trong tay sáng lên một đạo bạch quang, đem một đoàn địa hỏa nâng ở trong lòng bàn tay rất nhanh những này địa hỏa tại bạch quang bao lũng phía dưới nhanh chóng biến mất tại lòng bàn tay của hắn tiến vào hắn trong thân thể ha ha không có việc gì cái này hỏa linh châu quả thực là luyện lửa trí bảo a giang giật cảm nhận được hỏa linh châu một tia năng lượng kịp thời tiến vào trong thân thể để hắn không cảm giác được một tia lửa nóng nội tâm của hắn đại định cũng bắt đầu an tâm dựa theo vô thuật bên trên luyện hỏa trình tự bắt đầu tế luyện rất quỷ dị là cái này địa hỏa tiến vào trong thân thể về sau thế mà không còn là hỏa diễm, ngược lại giống như là một đầu hỏa hồng sắc tiểu xa, thể tích cũng thay đổi nhỏ vạn lần, tựa như một tiểu tia màu đỏ nguyên lực. Giang giật khống chế địa hỏa tiến vào đan điền, cái này hỏa diễm muốn tế luyện, nhất định phải tại trong đan điền tiến hành, còn dị thường phức tạp. Nguyên lý ngược lại là có chút cùng loại bạo nguyên trưởng, đem địa hỏa áp xúc về sau, không ngừng hấp thu thiên địa bên trong hỏa nguyên tố, để địa hỏa tiến dai. Suy suy, đáng tiếc giang giật cái này vô thuật lĩnh hội đến rõ ràng không đủ, đoàn kia địa hỏa vừa tiến vào đan điền, thế mà nhanh như chớp biến mất không thấy, Giang giật thấy bên trong mấy chục giới, cũng không có phát hiện cái này địa hỏa đi đâu. Tà môn, Giang giật mê hoặc mở to mắt, vừa mới chuẩn bị lần nữa làm một đoàn địa hỏa ra, nhưng lúc này trong cung điện cấm chế quang mang đột nhiên phát sáng lên, ngay sau đó vu thần hư ảnh lần nữa ngưng tụ, lần này cơ hồ là hơi mờ, hắn nhìn qua Giang giật cười nhạt nói, tiểu tử. Lão phu hồn lực lập tức sẽ tiêu hao sạch sẽ, ta tra xét người lĩnh hội vu thuật tiến độ, coi như không tệ, Người ngộ tính rất cao, không thua ta, hào hào tu luyện, tuyệt đối đừng luyện hóa thiên thạch, tự hủy tương lai. Nhớ kỹ, nếu có thể hết sức giúp ta thủ hộ vân gia con em. Phu thần, mặc dù biết phu thần tàn hồn bảo tồn không được quá lâu, nhưng giờ khắc này giang giật vẫn là không hiểu cảm giác được thương cảm. Phu thần truyền thừa cho hắn Vu thuật, cũng coi là lão sư, đây là một vị không trùng tên lợi cường giả tuyệt thế, cho tới giờ khắc này rất nhiều người còn không biết hắn năm đó lại đã đạt tới thiên quân đỉnh phong, thực lực có một không hai quần hùng. Hắn năm đó là thiên huyền quốc thái tử, lúc đầu muốn đăng cơ làm vương, đáng tiếc bị hắn thân huynh đệ xoán vị, còn một đường truy sát, nhiều lần hiểm chết. Hắn tiềm tu 30 năm phản sát trở về, ngay trước thiên huyền quốc kim cương cảnh cung phụng cùng toàn thành cường giả mặt, tự tay đánh chết hắn huynh đệ, sau đó phiêu nhiên đi xa. Vân gia năm đó từ bỏ hắn, nhưng hắn nội tâm kỳ thật vẫn là rất để ý vân gia, theo vân lộc tiến vào cấm địa có thể được đến lệnh bài, nhẹ nhõm trên đường đi tầng cao nhất có thể thấy được lốm đốm, giờ phút này muốn triệt để tử vong, vẫn không quên bản giao giang giật giúp hắn chiếu cố vân ra. Không cần yêu thương, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, ta bản tại hơn 2.000 năm liền đã chết đi, giờ phút này có thể nghịch thiên cải mệnh còn sót lại lâu như vậy, còn có thể tìm tới một cái hài lòng truyền nhân, đem ta vô thuật phát dương quang đại, ta rất vui vẻ. Phó đạo chi lộ đằng đẵng, giang giật ngươi cần không sợ gian nan, một đường leo lên tiến lên, nếu có một ngày có thể sừng sướng chân chính đỉnh phong, mời cho ta đốt ba nén hương cáo chi tại ta, cũng coi như thay ta bổ sung nỗi tiếc nuối này. Phu thần thanh âm càng ngày càng yếu, hư ảnh cũng càng lúc càng mờ nhạt, một chữ cuối cùng nói chuyện, thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất tại thiên địa này ở giữa. Sang giật nội tâm không hiểu thương cảm, thất thần đứng hồi lâu, cuối cùng trùng điệp quỳ xuống, đối phu thần hài cốt lần nữa cung kính dập đầu ba cái. Ngao ngao, cùng một thời gian, càn khôn điện tầng thứ tư, một cái to lớn cự thú theo băng hải bên trong bắn ra mà ra, quanh quẩn trên không trung bay múa, không ngừng ngửa mặt lên trời gào thét. Thanh âm bên trong đều là bi thương và khổ sở, nhai tí thú tựa hồ tại dùng tiếng gầm gừ này, vì hắn lão chủ nhân tiễn biệt. Ông, toàn bộ càn khôn điện lúc này cũng phát sáng lên, giang giật chỗ trong cung điện bốn phương tám hướng vách đá đều quang mang lấp lánh, giang giật đột nhiên cùng cung điện này có một tia liên hệ. Trước kia hắn chỉ là luyện hóa lệnh bài, có được khống chế càn khôn điện cấm chế năng lực, giờ phút này vô thần tàn hồn biến mất cái này càn khôn điện triệt để nhận giang giật là chủ a à, cái này càn khôn điện thế mà không phải cung điện mà là một kiện bảo vật giang giật cùng càn khôn điện có một tia liên hệ về sau trong đầu không hiểu nhiều một chút tin tức cũng bị kinh hãi cái này càn khôn điện lại là một kiện thánh khí nói một cách khác hắn có thể nhẹ nhõm đem cái này càn khôn điện thu hồi mang đi cái này càn khôn điện có thể tự động biến lớn thu nhỏ đúng rồi giang giật đột nhiên nghĩ đến một sự kiện linh hồn chấn động cái này càn khôn điện bên trong cấm chế như vậy cường đại, có thể nhẹ nhõm oanh sát yêu vương đỉnh phong nhai tí thú. Giống như hắn đem càn khôn điện phóng tới hạ vũ thành bên trong, vạn nhất có cường địch xâm phạm, ngộ nhập càn khôn điện bên trong, đây không phải là tùy ý mặc hắn vào hành hạ. Không đúng, không đúng, Giang giật rất nhanh lắc đầu, cái này càn khôn điện là thằng ngu đều có thể nhìn ra là kiện bảo vật. Chí cường giả tao ngộ trong nguy hiểm tâm đều sẽ có đề phòng, ai sẽ đần độn vào đây trừ phi hắn có thể tìm hiểu cấm chế, tại hạ vũ thành bên ngoài bố trí xuống một cái cao cấp mê huyễn cấm chế tỉ như vu thần cấm chế phía trên xương trắng để cho địch nhân bất chi bất giác tiến vào càn khôn điện hắn có thể bố trí cấm chế sao tạm thời hiển nhiên không được không lĩnh hội cấm chế học mấy chục năm muốn bố trí xuống vu thần cấm địa dạng này cấm chế tuyệt đối là không thể nào sở dĩ cái này càn khôn điện chỉ có thể làm làm một cái siêu cấp lớn lục tịnh bình dùng lục tịnh bình cũng không tệ chí ít thời điểm mấu chốt có thể mang rất nhiều người chạy trốn Giang Giật âm thầm gật đầu, suy nghĩ lung tung một trận thu hồi suy nghĩ. Trong tay hắn hỏa linh châu đột ngột sáng lên, một viên thiên thạch xuất hiện, ánh mắt của hắn cũng biến thành nóng rực mà kiên định. Vô thần tàn hồn biến mất, hắn bắt đầu chuẩn bị luyện hóa thiên thạch. Mặc dù cuối cùng một khắc này vô thần lại bàn giao hắn, không phải luyện hóa thiên thạch, không muốn tự hủy tiền đồ, nhưng hắn vẫn không có cải biến ý nghĩ. Tiền đồ mặc dù trọng yếu, nhưng hắn càng để ý tô như tuyết, nàng không chịu vứt bỏ Đại Hạ quốc như vậy hắn nhất định cùng đại lục cường giả một trận chiến. Ba năm kỳ đầy yêu hậu rời đi, Thủy U Lan bọn người trở ngại ước định không phải tiếp tục giúp hắn, đến lúc đó hắn chỉ có dựa vào chính mình, sở dĩ hắn nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn đem thực lực không ngừng tăng lên, mới có thể sống sót. chương 403, Tự hủy tương lai, Giang giật mang đến hơn 120 mai thiên thạch, hắn đã sớm dự định tốt, tại cái này nhanh chóng luyện hóa thiên thạch, dạng này ra các thanh vân cùng yêu hậu, còn có còn lại kim cương cảnh cường giả tựu dò xét không được. Hắn luyện hóa thiên thạch rất nhanh, trước kia luyện hóa một viên thiên thạch cần 5 ngày, lần này luyện hóa một viên chỉ cần 3 ngày, tại luyện hóa ba cái về sau, hắn còn cảm thấy chậm. Ông, hỏa linh châu lóe lên, một cái hộp ngọc ra trong tay hắn, hắn mở hộp ngọc ra, bên trong có một cái tiểu lục long linh thảo, đây là vu thần để hắn luyện hóa long dương thảo, hắn một mực không có thời gian luyện hóa. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi hắn sở dĩ luyện hóa thiên thạch tốc độ chậm, cũng là bởi vì nhục thể quá yếu, kinh mạch không đủ cường đại, không dám để cho thiên thạch truyền đến năng lượng nhanh chóng tiến vào đan điền. Mặc dù luyện hóa cái này Long Dương thảo cần nửa tháng, nhưng kinh mạch trở nên cường đại về sau, luyện hóa thiên thạch tốc độ tuyệt đối có thể gấp bội. Hắc sắc nguyên lực bao khỏa Long Dương thảo, một tia năng lượng chậm rãi tiến vào giang giật trong thân thể. Cái này năng lượng có chút đặc thù, để giang giật toàn thân đều phát nhiệt, cũng cảm giác tại thiêu đốt, kỳ quái là hỏa linh châu thế mà không có truyền năng lượng đến hộ chủ. Tê, tê năng lượng tiến vào càng nhiều, giang giật càng cảm giác nóng, cũng cảm giác toàn thân đều tại bị hỏa văn chậm hầm, cảm giác này khó chịu dị thường, hết lần này tới lần khác hắn còn không thể động, chỉ có thể cố nén. Hắn biết rõ, cái này năng lượng đang chậm rãi cải tạo thân thể của mình, tựa như luyện thép càng thiêu đốt càng là cứng rắn, cường đại. Chỉ là, cảm giác này thật rất khó chịu, giang giật đều cảm giác thở không được, Long Dương Thảo năng lượng còn tại không ngừng tiến vào thân thể của hắn, hắn không thể dừng lại, nếu không cái này chân quý linh dược hội lãng phí rất nhiều. Tính tâm, vô niệm, cũng may Giang giật ý chí lực coi như rất không tệ, hắn khu trừ hết thảy tạp niệm, ép buộc chính mình quên thống khổ, quên hết mọi thứ, đồng thời tăng tốc luyện hóa Long Dương Thảo tiến độ. Mười mấy ngày, ngoại trừ nửa đường Giang giật ăn mấy lần lương khô thanh thủy, nuốt mấy cái năng lượng đan bên ngoài, hắn vẫn luôn tại luyện hóa Long Dương Thảo. Đến đằng sau hắn đều chết lặng, cảm giác toàn thân không cảm giác, một tia năng lượng cuối cùng tiến vào thân thể, hắn không thể kiên trì được nữa, trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Giấc ngủ này hắn dòng dã ngủ hai ngày hai đêm, khi tỉnh lại phát hiện toàn thân đều bốc mùi, đều là đen nhánh chất lỏng màu đen. Không bằng hắn tiện tay khẽ động, cảm giác thân thể có dùng không hết sức lực, chân sau trên mặt đất một điểm, không cần nguyên lực thế mà có thể nhảy lên cao một trường. Ông, trong tay hắn một tấm lệnh bài xuất hiện, hắn ra tầng thứ hai không gian trong biển rộng, trực tiếp nhảy vào trong biển thanh tẩy trên thân thể vết bẩn. Vù vù, trong biển có rất nhiều hải yêu, những này hải yêu đều rất cấp thấp, không có linh trí, thấy có người tự nhiên vào tới công kích. Giang giật tâm niệm vừa động, bầu trời vô số đạo lôi điện gào thét mà xuống, bốn phía phương viên mười dặm hải yêu toàn bộ đều bị đánh đến vỡ nát. Tắm một cái, hắn phát hiện làn da cũng biến thành trắng nón có sáng bóng, ám đạo khó trách nhân loại đều muốn tu luyện, biến thành trí cường giả. Không nói danh lợi quyền thế địa vị, liền nói thực lực này càng cao thân thể càng mạnh, thọ nguyên cũng càng dài, điểm này đủ để hấp dẫn vô số nhân loại, che giả mang mọc đi đến võ giả con đường. Giang giật thân thể lóe lên, đi tầng thứ ba trong rừng rậm, bắt được mấy cái tiểu yêu thú, ăn một bữa thịt nướng, lúc này mới lại đi tầng cao nhất tiếp tục luyện hóa thiên thạch. Thân thể mạnh lên, luyện hóa thiên thạch tốc độ quả nhiên tăng nhanh. Ngay từ đầu Giang giật là ba ngày luyện hóa một viên, giờ phút này hơn một ngày liền có thể luyện hóa một viên, đây là Giang giật cẩn thận điều kiện tiên quyết kinh mạch của hắn trở nên rất cường đại, thiên thạch năng lượng khổng lồ đối kinh mạch cảm giác áp bách đã không có lớn như vậy. Năm ngày sau, Giang giật lần nữa luyện hóa ba cái thiên thạch, hắn thấy bên trong thoáng cái viên thứ hai tinh thần, phát hiện năng lượng chỉ đạt tới hơn phân nửa, không nhịn được âm thầm tặc lưỡi. Viên thứ hai tinh thần so viên thứ nhất tinh thần cần năng lượng rõ ràng nhiều gấp hay nhiều, xem ra còn cần tại luyện hóa ba bốn mai. Viên thứ hai tinh thần cần 10 cái thiên thạch, viên thứ ba cần bao nhiêu giang giật không biết, không bằng hắn bản năng cảm giác càng tu luyện tới đằng sau cần nguyên lực khẳng định càng nhiều càng nhiều tiếp tục luyện hóa ngày thứ ba về sau viên thứ hai tinh thần nguyên lực rốt cuộc đầy giang giật cũng rốt cuộc đã đợi được chờ đợi đã lâu viên thứ hai tinh thần dị biến không ra giang giật ngoài ý liệu viên thứ hai tinh thần bắt đầu bành trướng không ngừng bành trướng tại bành trướng đến cực hạn về sau tất cả tinh thần đều phát sáng lên còn lại bảy viên tinh thần nguyên lực điên cuồng hướng viên thứ hai tinh thần vào tới viên thứ nhất tinh thần lại là không có động tĩnh cùng một thời gian vô thần cấm địa chi thượng phong vân dũng động, thiên địa nguyên lực nhanh chóng hướng bên này hội tụ mà đến, cửu thiên chi thượng một viên tinh thần cũng phát sáng lên, một vệt thần quang mà đến, phá vỡ cửu thiên, coi thường càn khôn điện cấm chế, trực tiếp chui vào giang giật trong thân thể. Tinh thần dị biến, thiên địa xuất hiện lần nữa dị tượng. Giang giật đối với cái này vẫn như cũ không hề hay biết, hắn toàn bộ tâm thần đều bị trong đan điền tinh thần dị biến hấp dẫn. Không chút nào cảm thấy một tia cửu thiên tinh thần chi lực lạng yên tiến vào hắn trong thân thể, cuối cùng tiến vào viên thứ hai tinh thần bên trong, giúp hắn tinh thần dị biến. Hắn không biết chút nào, bên ngoài lại một lần náo lật trời. Lịch sử đại lục bên trên cũng xuất hiện qua thiên địa dị tượng, nhưng mỗi lần đều là có người đột phá thiên quân cảnh. Thiên quân cảnh đột phá khó khăn như thế nào, gần nhất liên tiếp xuất hiện thiên địa dị tượng, khó tránh khỏi khiến người hoài nghi, trước kia tất cả mọi người tưởng rằng yêu hậu, nhưng lần này thiên địa dị tượng xuất hiện địa điểm là tại U Minh Sâm Lâm yêu hậu một mực tại tam vạn đại sơn sở dĩ hoặc là có yêu vương đột phá yêu đế hoặc là có người tại u minh xâm lâm đột phá thiên quân yêu vương đột phá yêu đế sau kim cương cảnh đột phá thiên quân càng khó khăn u minh xâm lâm bên trong có hai cái yêu vương nhưng đại lục cường giả rất nhiều người đều biết rõ kia hai cái yêu vương cũng không cường đại xa xa không đạt được yêu đế tình trạng không có mấy trăm năm cùng nghịch thiên vận khí căn bản không có hy vọng đột phá như vậy việc này thì càng huyền diệu thiên huyền quốc ngân hoa bà bà đời này là không có cơ hội đột phá, ai tại U Minh xâm lâm bên trong tu luyện. Tên của một người sôi nổi mà ra, Giang giật đạt được phu thần truyền thừa việc này, kỳ thật đã sớm bị các đại thế lực được biết, dù sao nhai tí thú quá trói mắt, tùy ý điều tra thêm tư liệu liền có thể biết rõ, nhai tí thú là năm đó vu thần thu phục linh thú. Rất nhiều người một lần nghĩ, giống như lần trước xuất hiện thiên địa dị tượng lúc, Giang giật ngay tại Tam Vạn Đại Sơn bên trong lần thứ nhất xuất hiện thiên địa dị tượng ngay tại Hỏa Vân Sơn bên trong, sau đó giang giật không bao lâu ngay tại đoạn hồn cốc trận giết thần võ quốc đại quân cái này đầy đoạn đem rất nhiều trí cường giả dọa sợ lại liên tưởng đến giang giật sao trổi quật khởi thực lực mọi người cảm giác phía sau lưng một trận gió lạnh thổi đến có loại cảm giác không rét mà run thanh long hoàng triều cùng tứ đại các nước chưa hầu lập tức đưa tin cho tiềm phục tại hạ vũ thành bên trong trinh sát nhất định muốn trăm phương ngàn kế biết rõ ràng trong thành giang giật có phải là thật hay không thân nếu quả như thật là giang giật sự tình tựu lớn rồi giống như mặc cho hắn dạng này phát triển tiếp, ba năm kỳ hạn còn không có đầy, sợ là thực lực của hắn muốn nghịch thiên, đến lúc đó bốn quốc cùng thanh long hoàng triều cũng có thể bị hắn một người tiêu diệt. Tiểu tử này quả nhiên vẫn là luyện hóa thiên thạch, tự hủy tiền đồ A. Yêu hậu cùng ra các thanh vân, Thủy U Lan cũng rất nhanh đều tỉnh mộ lại, toàn bộ U U thở dài, mặt mũi tràn đầy vẻ tiếc nuối. Giờ khắc này các nàng đều chứng kiến, một cường giả nhanh chóng sinh ra, một cái tuyệt thế thiên tài vẫn lạc chương 404, bọn hắn đang dở trò quỷ gì? Giang giật tại hạ vũ thành giả thân rất nhanh bị dò xét ra, đại hạ quốc tao ngộ đại biến, tôi như tuyết đăng cơ đoạn thời gian kia lòng người bằng hoàng, đại hạ quốc quan viên đều không nhìn thấy hy vọng, cảm giác trăm vạn đại quân thời khắc hội binh lâm thành hạ đem đại hạ quốc san thành bình địa. Cho nên lúc đó các đại thế lực đều có chảy vào, bao quát tô vũ hai người tranh đoạt vương vị, đều là có thế lực lớn ở phía sau đưa đẩy chất dẫn cháy, toàn bộ hạ vũ thành gần như có một phần ba quan viên đều bị thu mua, vương cung bên trong các bị thu mua càng nhiều. Tô như tuyết làm mặt nạ ra người rất không tệ, chọn người cùng giang giật hình thể cũng phi thường giống, nhưng giang giật khí thế quá cường đại, khí chất cũng rất khó bắt trước, chỉ cần là người hữu tâm cẩn thận quan sát, liền có thể nhẹ nhõm phán đoán đây có phải hay không là giang giật chân thân. Giang giật không tại hạ vũ thành, nhai tí thú cũng không tại thành đông bên ngoài trong núi rừng, không cần phải nói là đi vu thần cấm địa, sở dĩ rất nhiều người trước tiên kết luận, gây nên thiên địa dị tượng tuyệt đối là giang giật. Cơ thánh nữ, U Minh Cửu Uyên phía dưới võ điện tổng trong điện, hai tên nguyên lão vội vàng đi đến, hai người sắc mặt đều rất là ngưng trọng, một người trầm giọng nói, vừa rồi nhận được tin tức, U Minh xâm lâm bên trong có người đưa tới thiên địa dị tượng, cửu thiên tinh thần ban cho tinh thần chi lực, người này rất có thể liền là giang giật, mà lại chúng ta suy đoán phía trước hai lần thiên địa dị tượng cũng là giang giật dẫn động. Kẻ này không thể xác định tính nhiều lắm, cho nên chúng ta quyết định toàn lực ủng hộ ngươi chấp hành kế hoạch, chờ tổng điện chủ trở về, nếu là hắn hạ lệnh chém giết giang giật, chúng ta có thể lập tức động thủ. Thiên địa dị tưởng, cơ thính vũ đôi mắt đẹp lóe lên, thình lình đứng lên nói, đã như vậy, vậy liền lập tức tay chuẩn bị đi, tổng điện chủ còn có nửa năm liền trở lại, đến lúc đó không sai biệt lắm cũng chuẩn bị xong. a à cái này viên thứ hai tinh thần thế mà không phải biến thành màu đỏ. Càn khôn điện bên trong giang giật phát hiện một kiện chuyện rất kỳ quái, viên thứ hai tinh thần hấp thu còn lại bảy viên tinh thần hắc sắc nguyên lực về sau, rất nhanh dị biến, lần này lại trở thành một viên màu cam tinh thần. Phía trên lưu chuyển lên nhàn nhạt ánh cam, cùng bên cạnh cái thứ nhất màu đỏ tinh thần xa xa tương đối, tương ánh thành huy. Nguyên lực vậy mà cũng là màu cam trong thân thể ta có ba loại nguyên lực, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Giang giật âm thầm kinh hãi, người bình thường chỉ có một loại nguyên lực, hắn tu luyện vô danh thần công về sau, đầu tiên là tu luyện ra hắc sắc nguyên lực, sau đó viên thứ nhất tinh thần dị biến xuất hiện màu đỏ nguyên lực giờ phút này xuất hiện lần nữa một loại màu cam nguyên lực cái này vô danh công pháp đến cùng là ai để lại cho ta mẫu thân nói ta trong đan điền phong ấn không phải nàng phong ấn vậy cái này công pháp hẳn là cũng không phải nàng lưu lại công pháp thần kỳ như thế đơn giản chưa từng nghe thấy a à, cái này chín khỏa tinh thần tiếp tục diễn biến xuống dưới sẽ diễn biến thành cái gì giang giật có chút chờ mong lại có chút lo lắng còn có chút mê mang cái này vô danh công pháp giúp hắn mở ra phong ấn đem hắn theo một cái phế vật biến thành tuyệt thế thiên tài đồng thời cũng làm cho thân thể của hắn đại biến dị, trở nên cùng người bình thường không giống. Cái này nguyên lực tốt dâng trào, không biết uy lực như thế nào. Nội thị mấy lần, Giang giật đứng dậy, vận chuyển ra màu cam nguyên lực, đối vách tường liền là một quyền, một đạo tiếng ẩm vang vang lên, toàn bộ vách đá cấm chế quang mang lấp lánh không ngớt. Tường vách đá không có nửa điểm sự tình, Giang giật cũng không biết một quyền này cụ thể lớn bao nhiêu lực lượng, không bằng hắn cảm giác so trước kia ít nhất cường đại gấp đôi. Không tệ, tiếp tục luyện hóa thiên thạch, chờ viên thứ ba tinh thần dị biến, yêu hậu nói nguyên lực liền có thể so kim cương cảnh cường giả, đến lúc đó phong hóa nghìn vạn đạo văn uy lực, tuyệt đối có thể vượt qua mấy lần a. À. Giang giật tâm thoáng cái lửa nóng, hắn cảm ngộ chung giai đạo văn, đã đột phá một bước khó khăn nhất, chỉ cần nguyên lực đuổi theo, lực công kích của hắn tuyệt đối có thể đạt tới kim cương cảnh cường giả tình trạng, đây cũng là hắn không tiếc tự hủy tương lai cũng muốn luyện hóa thiên thạch nguyên nhân. Hắn ăn một chút lương khô, lại hào hào ngủ một ngày, lúc này mới tiếp tục bắt đầu luyện hóa thiên thạch, vừa mới luyện hóa một viên thiên thạch, hắn đột nhiên mở to mắt, trong con người đều là đắng chát cùng chấn kinh ngạc. Bởi vì, hắn luyện hóa một viên thiên thạch, nhưng viên thứ ba tinh thần cảm giác không có một điểm phản ứng, hắn vốn cho là viên thứ ba tinh thần muốn dị biến cần nguyên lực là viên thứ hai tinh thần gấp hai ba lần, đại khai tính toán thoáng cái. Hắn phát hiện viên thứ ba tinh thần cần nguyên lực, ít nhất là viên thứ hai gấp 20 lần trở lên. Nói một cách khác hắn muốn để viên thứ ba tinh thần dị biến, ít nhất phải luyện hóa gần 200 mai thiên thạch. 200 mai thiên thạch, sợ là có thể tùy ý bồi dưỡng 10 tên thần du đỉnh phong a. Giang giật âm thầm tắc lưỡi, thiên thạch quá thừa thớt, giống như không phải đại hạ quốc có một đầu thần mạch, hắn đi cái nào làm nhiều như vậy thiên thạch, hắn cái này tinh thần cần nhiều như vậy nguyên lực, nếu là bằng vào tu luyện, muốn tu luyện tới năm nào tháng nào mới có thể dị biến 10 năm, 20 năm. Vì sao võ giả luyện hóa hơn 10 20 mai thiên thạch liền có thể đạt tới thần du đỉnh phong? ta lại cần gấp 10 thiên thạch chẳng lẽ vua hậu nhìn lầm hay là ta công pháp này quá đặc thù tự hủy tương lai, ha ha. Giang giật đắng chát nở nụ cười, giờ khắc này hắn phát hiện Thủy U Lan yêu hậu bọn người sai, hắn coi như không luyện hóa thiên thạch, tiền đồ khẳng định cũng sẽ không rất tốt đẹp. Viên thứ ba tinh thần liền cần nhiều như vậy nguyên lực, viên thứ tư, thứ năm khỏa đằng sau lại không dám tưởng tượng, giống như thành thành thật thật dựa vào tu luyện, chờ hắn chết ra một khắc này, hắn có thể đem viên thứ tư tinh thần dị biến sao tiếp tục luyện hóa thiên thạch đi, về sau sự tình sau này hãy nói. Lắc lắc đầu, Giang giật khu trừ tạp niệm, tiếp tục luyện hóa thiên thạch, lần này hắn tốc độ luyện hóa nhanh hơn, cơ hồ là một ngày một viên. Mỗi lần tu luyện năm mai, hắn hội nghỉ ngơi một ngày, sau đó tiếp tục luyện hóa thiên thạch, trên người hắn mang theo thiên thạch chỉ có hơn 120 mai, điểm ấy thiên thạch khẳng định không thể đem để viên thứ ba tinh thần dị biến. Hắn cũng mặc kệ, trước đem những này thiên thạch luyện hóa hoàn tất lại nói. Tu luyện không tuế nguyệt sang giật tại càn khôn điện bên trong dòng giã ngây người bốn tháng thiên thạch đã toàn bộ luyện hóa hoàn tất viên thứ ba tinh thần bên trong nguyên lực cũng mới đạt tới chừng phân nửa muốn tiếp tục tu luyện còn được hồi trở lại hạ vũ thành bên trong cầm thiên thạch đoán chừng còn cần gần trăm viên bốn tháng rồi trở về đi sang giật thu thập một chút đi tầng thứ hai trong biển tắm một cái thay đổi một thân mới áo choàng lúc này mới khống chế cấm chế trực tiếp xuất hiện trên vách đá thu hắn đứng tại trên vách đá quát khẽ một tiếng Phía dưới Càn Khôn Điện bạch quang lấp lánh, kịch liệt thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang bay đến trong tay của hắn. Cái này Càn Khôn Điện vốn là một kiện thánh khí, tự nhiên có thể tùy ý khống chế biến lớn thu nhỏ. Nhai tí thú, ra. Càn Khôn Điện bạch quang lóe lên, một cái to lớn cự thú trên không trung ngưng tụ, giang giật phi thân mà lên, nhai tí thú hướng Đại Hạ quốc phương hướng gào thét mà đi. Chỉ là một ngày thời gian, giang giật tựu đã tới Đại Hạ quốc biên giới hắn để nhai tí thú đi trước tiền ra khống chế cái chấn nhỏ kia bên trên tìm hiểu tin tức. Tiền ra con em phân tán toàn bộ đại lục, nhà bọn hắn tin tức, thế nhưng là so tô như tuyết thu thập nhanh hơn cùng chuẩn xác. Nhiếp chính vương đại nhân, đại lục mấy tháng này rất là bình tĩnh, cũng không có đại sự phát sinh. Giang giật ẩn vào tiểu trấn tiền ra tại cái này cứ điểm chấp sự cung kính bái kiến hắn, tại giang giật chuẩn bị đứng dậy rời đi lúc, hắn lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện, chắp tay nói, nhiếp chính vương, gần nhất ngược lại là có một việc, bất quá ta quyền hạn không đủ, không biết nội tình. Nói, Giang giật vừa mới đứng lên, lại ngồi xuống, kia chấp sự xuất ra một phần địa đồ, chỉ vào thiên huyền quốc hướng Tây Bắc một thành chỉ nói, gần nhất các các nước chư hầu cùng Thanh Long Hoàng Triều, cùng Thủy Nguyệt Quan Đại Thiện Tự, Tam Đại Học Viện đều phái người bí mật kín đáo đi tới Tây Ninh Thành, xem tình huống là chuẩn bị ra hải. Ân, vô song thiếu gia, cùng nhà ta thiếu tộc trưởng cũng đi, cụ thể đi làm cái gì, ti chức không có quyền lực biết rõ, giống như nhiếp chính vương muốn dò xét, ta có thể đưa tin cho thiếu tộc trưởng. Đi nhiều người như vậy vạn quán cùng vô song cũng đi. Giang giật lông mày nhíu lại, ánh mắt lộ ra một tia hiếu kỳ, dù sao hả vũ thành bên trong bình yên vô sự, chế mấy ngày trở về cũng không sao, hắn lập tức phung tay lên nói, lập tức đưa tin cho vạn quán, hỏi bọn họ một chút đang dở trò quỷ gì. chương 405, ai đắc thủ, ta tựu đoạt ai. Tiền vạn quán một ngày hậu truyền tin tức trở về, kết quả để Giang giật có chút im lặng, Tiền vạn quán nói Tây Hải có người phát hiện một loại hiếm thấy linh thú Huyền Phong. Huyền Phong tự nhiên là một loại ong, bất quá cái này Huyền Phong không giống bình thường, không chỉ có thân thể đạt đến dài ba thước, bụng dưới còn giống như từng bước từng bước người phụ nữ có thai nhô lên. Huyền Phong độc thứ rất độc, bị bắn chúng người gần như không có cứu. Nhưng Huyền Phong mật ong lại là thượng đẳng nhất thuốc bổ, thập đại thiên tài địa bảo bên trong xếp hạng đệ tam. Đây không phải trọng điểm, trọng yếu nhất chính là Huyền Phong mật ong có thể tăng trưởng võ giả tháo nguyên chỉ cần dùng ăn một chút mật ong, võ giả thọ nguyên lập tức có thể tăng trưởng mấy chục năm. Rất nhiều võ giả liều mạng tu luyện, không phải liền là nghĩ tăng trưởng thọ nguyên sao còn có rất nhiều đại nhân vật, bọn hắn trước cao trọng quyền, tự nhiên suy nghĩ nhiều sống mấy năm. Đương nhiên, để ý nhất huyền phong nhưng thật ra là thân phận tôn quý nữ tử, bởi vì huyền phong mật ong đã có thể tăng trưởng thọ nguyên, như vậy tự nhiên cũng có thể dưỡng nhan mỹ dung, vĩnh bảo thanh xuân. Sở dĩ vài ngàn năm trước có người phát hiện một tổ huyền phong, Đại lục cường giả lập tức hội tụ cướp đoạt, một chút xíu mật ong, cuối cùng chết mấy trăm cường giả, người thắng cuối cùng là Bắc Lương quốc, kia một đời Bắc Lương quốc quốc chủ sống lâu hơn 100 tuổi. Huyền Phong là tam giai đỉnh phong yêu thú, như ong vỡ tổ ít nhất có mấy vạn con, độc thứ rất khủng bố. Nhưng chỉ cần cẩn thận chút, kỳ thật không khó đối phó, sở dĩ lần này các gia tộc đều phái người đi chuẩn bị cướp đoạt, nhất là các vương thất công chúa, đại gia tộc tiểu thư, càng là chạy theo như vịt. Những này đại mỹ nữ đều đi muốn theo đuổi bọn hắn công tử tự nhiên theo sát lấy biểu hiện một phen A, cho nên mới sẽ náo nhiệt như vậy. Giang giật đối với việc này cũng không cảm thấy hứng thú, chỉ là bởi vì tiền vạn quán cùng chiến vô song, còn có vân phỉ đều đi, có chút hiếu kỳ mà thôi, hắn tiếp vào tin tức về sau, trầm ngâm một lát dò hỏi như tuyết quốc chủ phái người đi không có. Phái, chấp sự gật đầu nói, bất quá. Nàng chỉ phái một tên thần du đỉnh phong tướng quân mang theo mấy tên hạ nhân, còn mang theo rất nhiều bảo vật đoán chừng không phải để bọn hắn đến cướp đoạt chỉ là ai đạt được muốn dùng bảo vật đổi lấy một điểm thôi a à, giang giật nội tâm không hiểu chua chua đường đường lục đại các nước chư hầu một trong quốc chủ lại chỉ có thể phái mấy người như vậy cũng không sánh nổi một cái siêu cấp đại gia tộc một cái quốc chủ muốn một kiện bảo vật cũng không dám phái người đoạt chỉ dám ăn nói khép nép dùng bảo vật cùng nhân ra đổi cái này quốc chủ làm biệt khuất đáng thương a à. như tuyết cũng muốn mật ong giang giật nội tâm khẽ động hắn nhận biết tô như tuyết đến một lần còn không có đưa qua một kiện nàng thích bảo vật, cái kia thanh xạ thần cung nàng ngược lại là rất thích, đáng tiếc nàng thực lực quá thấp, chuyển giao cho Giang Tiểu Nô. Lập tức sẽ đám cưới, đem kia mật ong đoạt, đưa cho như tuyết, nàng khẳng định vui vẻ. Ân, liền đi một chuyến Tây Hải đi, dù sao nhiều người như vậy tại, cái nào kim cương cường giả dám quang minh chính đại giết ta. Giang giật rất nhanh quyết định chủ ý, nhai tí thú tốc độ nhanh như vậy, theo cái này đi Tây Ninh Thành, vừa đi vừa về đoán chừng cũng liền nửa tháng, vu thuật truyền thừa tới tay, cũng không kém điểm ấy thời gian. Đưa tin cho như tuyết quốc chủ, nói cho ta đi Tây Ninh Thành, để nàng an tâm chờ ta trở lại. Giang giật cùng chấp sự dặn dò một tiếng, cưỡi nhai tí thú rời đi tiểu trấn, hắn hướng phía tây bắc bay, rất nhanh lại đã tới U Minh xâm lâm phụ cận. Ông, hắn bốn phía điều tra không ai về sau, trong tay đột một xuất hiện một cái hỏa long kiếm, hắn triệu tập màu cam nguyên lực quán chú hỏa long kiếm, đột nhiên hướng phía trước xâm lâm đánh xuống suy suy màu cam nguyên lực lập tức chia mấy vạn đầu tiểu hỏa long hướng phía trước gào thét mà ra phía trước xâm lâm một từng mảnh bị phá hủy mặt đất đất đá cũng trong nháy mắt hóa thành bột mịn một đạo chấn thiên động bịa tiếng vang nổ lên bụi mù cuồn cuộn mà lên che đậy bầu trời các loại chợ bụi mù rơi xuống giang giật tìm mắt nhìn một cái âm thầm kinh hãi phía trước xâm lâm dòng giã bị phá hủy phương viên chừng một dặp, mặt đất cũng bị nổ ra một cái cự đại hố sâu ít nhất có 30 mươi trượng sâu yêu vương đi Giang giật lòng tin tăng nhiều, lực công kích này tuyệt đối có thể là so thần du đỉnh phong lực công kích, chỉ cần lại luyện hóa một chút thiên thạch, lực công kích của hắn liền có thể so kim cương cường giả. Nhai tí thú một đường hướng phía tây bắc phi hành, hắn để nhai tí thú bay lên cao vạn trượng uổng phí, phía dưới phổ thông võ giả căn bản dò xét không được. Còn kim cương cường giả hắn giờ phút này theo thánh linh quốc cùng thiên huyền quốc biên giới đi, phía dưới có kim cương cường giả khả thi là không. Lại nói, coi như bị kim cương dò xét đến, hắn cũng không sợ, ai dám quang minh chính đại ngăn giết hắn nhai tí thú không chỉ có riêng là một cái tòa kỵ. Thiên huyền quốc Tây Bắc bộ ven biển Đại Thành Tây Ninh Thành, thời khắc này xác thực rất náo nhiệt, có thể nói cường giả tụ tập, đem Tây Ninh Thành thành chủ vân lệ dọa cho phát sợ, hàng đêm đều ngủ không đến cảm giác. Toàn thành mặc dù có mấy vạn đại quân, nhưng thần du cường giả chỉ có không đến trăm người, mà giờ khắc này thành nội các gia tộc công tử tiểu thư mang theo thần du cường giả, đã vượt qua 500 người. Cũng may vân phỉ mang theo một số người đến, Chiến vô song cùng tiền vạn quán cũng mang theo một chút thần du cường giả, thành nội ở đại gia tộc công tử tiểu thư vương tử công chúa cũng không có làm loạn, cái này khiến Vân Lệ có chút an tâm. Trong khoảng thời gian này, Tây Ninh thành bốn phương tám hướng sơn phong giã địa gần như đều bị trinh sát đạp biến, nhưng quả thực là không có tìm được huyền phong xào huyệt. Sở dĩ rất rõ ràng, huyền phong xào huyệt hẳn là tại Tây Hải bên trong cái nào đó hòn đảo bên trong, gần nhất đám này công chúa tiểu thư công tử các phương tử cũng nhao nhao tại mua sắm các loại vật dụng chuẩn bị ra hải, để Tây Ninh thành thương gia trong khoảng thời gian này ngược lại là kiếm bộn rồi một bút. Gia hải rất nguy hiểm, trong biển rất nhiều hải yêu, đám này công chúa tiểu thư vương tử bọn công tử thực lực quá thấp, vạn nhất rơi xuống nước hậu quả không thể tưởng tượng. Sở dĩ các gia tộc vương thất đều chuẩn bị rất đầy đủ, kiên cố nhất kho một thuyền lớn đều chuẩn bị mấy chục chiếc, thu sạch vào cổ thần nguyên trong nhẫn, tránh cho thuyền lớn bị hủy diệt sau không có chỗ đặt chân. Ba ngày sau, mấy chục chiếc thuyền lớn xuất phát, đám này công tử tiểu thư vương tử đám công chúa bọn họ toàn bộ hết sức hưng phấn, biển cả đối với thiên tinh đại lục tới nói là cấm địa, đám người này có thể cả một đời đều không có cơ hội ra hải. giờ phút này bởi vì huyền phong đại gia tụ tập cùng một chỗ, tương hỗ có chiếu ứng, ngược lại là cái cơ hội tốt. đoán chừng các phương thất đại gia tộc cũng là bởi vì điểm này mới có thể đồng ý các nàng đi mạo hiểm, dù sao cũng nên kinh lịch đủ loại gặp trắc trở, đám người này mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Lần này Thanh Long Hoàng Triều tới là Lăng Phi Hoàng Tử cùng Lăng Nguyệt Công Chúa, Bắc Mãng Quốc tới là đệ nhất thế gia tiêu gia tiêu thiên hồ, đao chiến vân vân. Thần Võ Quốc tới Hạ Phi Ngư, Giang Nghịch Lưu, Chiến Vô Song, Chiến Lâm Nhi, Tiền Vạn Quán vân vân. Thiên Huyền Quốc chỉ vân phỉ còn có hỏa thụ công tử, Bắc Lương Quốc tới một cái công chúa còn có tám tên công tử, Thánh Linh Quốc cũng giống như thế, tới một tên công chúa cùng hơn 10 vị công tử. Tam Đại Học Viện tới các vị phó viện trưởng, mang theo một đám học sinh. Thủy Thiên Nhu bị Giang Giật làm nhục một trận, gần nhất rất là đê mê, Thủy U Lan mượn cơ hội lần này để nàng để cho một đám người ra giải sầu một chút, tránh cho nàng triệt để trầm luân xuống dưới. Đại thiện tử tới vẫn như cũ là cái tuệ căn tiểu hòa thượng, mang theo một đám hòa thượng đầu chọc. Đáng nhắc tới chính là, lần này độc cô nhạn cũng tới, mà người không thể so với bất kỳ gia tộc nào thiếu. Nữ tử đối với mình dung nhan để ý nhất, cái này huyền phong có thể tăng trưởng thọ nguyên cũng có thể chậm lại giải yếu, có thể nói tốt nhất thuốc bổ, mà lại lần này có thể cùng thiên hạ nhất tuyệt đỉnh công tử gặp mặt, như thế run tao cơ hội tốt tự nhiên không cho bỏ lỡ. Lần này có thể nói quần anh hội tụ, mỗi cái đại gia tộc đều có cường đại hộ vệ đi theo, đồng phục thần du cường giả, nhiều đến 500 người, thần du cường giả tối đỉnh vượt qua trăm người. Đương nhiên, lần này một tên kim cương cường giả đều không đến, chỉ là một tổ huyền phong mà thôi, kim cương cảnh cường giả xuất động, cũng quá nhỏ nói thành to. Mọi người không biết là, các nàng vừa mới ra hải hai ngày, vạn lý trên không trung một cái to lớn cự thú tự lặng lẽ theo tới. Giang giật nhàn nhã ngồi ở phía trên, nhìn qua xa xa mấy cái chấm đen nhỏ, hắc hắc nói ra, yêu vương, xa xa đi theo các nàng, đừng quá tới gần, để các nàng đi tiền chạm, chúng ta hoàng tước tại hậu, ai đắc thủ, ta tự đoạt ai. linh 406, dám khi dễ nhà ta tiểu mập mạp. Đã có mấy cái huyền phong ra Tây Ninh thành phụ cận, huyền phong xào huyệt đương nhiên sẽ không quá xa, Hẳn là ngay tại Tây Ninh thành phía tây 10 vạn lý trong hải vực hải đảo bên trong, 10 vạn lý hải vực hải thú khẳng định có rất nhiều, nhưng tuyệt đối sẽ không xuất hiện yêu vương. Sở dĩ nội tàu đi rất an nhàn, mỗi thời mỗi khắc đều có thần du cường giả ở dưới biển dò xét hộ vệ, một khi có hải yêu tới gần lập tức hội phát ra cảnh báo, sau đó một đoàn thần du cường giả xuống biển chém giết. Lần này ra hải chi lữ cũng thay đổi thành du lịch, những này vương tử đám công chúa bọn họ thỉnh thoảng tổ chức tụ hội mở tiệc chiêu đãi sở hữu nhân tình hoặc là muốn giao hảo công tử tiểu thư. Đội tàu lúc đầu nhanh chóng hành tẩu, tìm kiếm khắp nơi hải đảo, đang tìm kiếm mấy cái hải đảo về sau, bắt đầu chậm ung dung đi, một đường cảm giác đang du sơn ngoạn thủy, rất nhiều công tử tiểu thư còn tự thân xuống biển săn giết hải yêu lịch luyện. Lần này các gia tộc mục đích, vốn chính là khiến cái này công tử tiểu thư vương tử công chúa ra lịch luyện, tăng thêm lẫn nhau lung lạc giao hảo. Thế là lúc đầu rất khẩn trương tầm bảo hành trình, biến thành vương tử bọn công tử thông đồng tiểu thư, các tiểu thư run tao tìm kiếm giai tế thịnh hội. Phía dưới đội tàu người ăn ngon uống ngon ngủ ngon, giang giật hơn vạn trưởng trên không trung, ăn lương khô, uống vào thanh thủy, chủ yếu nhất là gió quá lớn, căn bản không thể hảo hảo ngủ một giấc, chờ ba ngày nhìn thấy đội tàu càng ngày càng chậm, hắn rốt cục gánh không được. Nhai tí thú, đi phía trước hải đảo, hắn nhìn thấy nơi xa có cái không lớn không nhỏ hải đảo, đôi mắt nhất chuyển có chủ ý, để nhai tí thú vòng qua đội tàu, theo hải đảo một bên khác lặng yên rơi xuống đất. Ông, hắn theo hỏa linh châu bên trong lấy ra bách biến mặt nạ đeo lên về sau, lập tức biến thành một cái lãnh khốc trung niên đại hán, đem nhai tí thú thu nhập càn khôn điện bên trong, hắn an nhàn ở trên đảo bắt đầu đi loanh quanh. Vù vù, sau gần nửa canh giờ, đội tàu tới gần hải đảo ngừng lại, rất nhiều trên thuyền lớn bay vụt mà xuống rất nhiều thần du cường giả, bắt đầu dò xét hải đảo, tìm kiếm huyền phong. Huyền phong không tìm được, ngược lại là tìm được giang giật, bốn tên thần du cường giả tới gần, Giang giật thản nhiên dừng chân lại, chờ những người kia phát hiện hắn về sau, hắn lập tức khẩn trương quát khẽ, người nào. Hưu, bốn người kia cũng không biết là nhà nào võ giả, nhìn thấy Giang giật cũng đều khẩn trương lên, bốn người có một người là thần du bát trọng võ giả, ánh mắt của hắn để phòng nhìn qua Giang giật nói, ngươi là ai làm sao như vậy lạ mắt. Đại gia đi không đổi tên ngồi không đổi họ, tiền bá thiên là vậy. Giang giật ngẩng đầu, một bộ túm không kéo mấy dáng vẻ, khinh miệt nhìn mấy người nói các ngươi lại là ai. Tiền ra người, bốn người hồ nghi quét mắt Giang giật vài lần, một người cười lạnh mở miệng nói tiền ra người thế mà không biết chúng ta ngươi là gian tế A lệnh bài của ngươi đâu hừ hừ, không có lệnh bài, đừng trách chúng ta không khách khí. Chanh chanh, nói bốn người lập tức đều rút ra thiên khí, đem giang giật phơi lại, toàn bộ nguyên lực vận chuyển, chuẩn bị công kích. Giang giật âm thầm kêu khổ, nguyên bản hắn coi là nhẹ nhóm có thể trà trộn vào đi, chỉ cần đi trên thuyền lớn tìm tới tiền vạn quán bọn người, liền có thể an nhàn đi theo đại bộ đội đi, chờ đến thời khắc mấu chốt, lại ra tay cướp đoạt, làm kỳ binh hiệu quả. Giờ phút này thế mà vừa đưa ra liền muốn lộ vùi lấp. Hắn cũng không e ngại các đại gia tộc người, chỉ là bộc quang thân phận tựu không tốt hành sự, biển cả minh mông hắn một người tìm kiếm huyền phong thế nhưng là hội mệt chết ha, mà lại hắn cũng không biết thu thập mật ong có cái gì quyết khiếu. Giết bốn người này, hắn con người nhất chuyển, lập tức lại bác bỏ, bốn người này chết một lần, khẳng định sẽ kinh động tất cả mọi người, ánh mắt của hắn tại bốn người trên thân đảo qua, nhìn thấy bốn người áo bảo nơi hẻo lánh cái trước quen thuộc ký hiệu về sau, lập tức u u cười nói, nha. Ta đạo là nhà nào người dám lớn lối như vậy nguyên lai là giang ra người, ngược dòng công tử lần này chẳng lẽ chuẩn bị đem nhà ta thiếu tộc trưởng cũng xử lý sao? Giang nghịch lưu bị giam cầm một năm, mới ra ngoài không bao lâu, bị vây một năm hắn đã sớm rảnh đến nhức cả trứng, tăng thêm cấm đoán một năm này tu luyện có chút thành tựu, vội vã ra run tao, cơ hội như vậy đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Giang giật theo tiền ra chấp sự kia đạt được Giang nghịch lưu tình báo, giờ phút này nhìn thấy Giang gia tộc huy lập tức kịp phản ứng, hù bọn hắn vài câu. Quả nhiên, Giang giật mới mở miệng, bốn người lập tức buông xuống cảnh giác, lạnh lùng quét Giang giật vài lần, hừ lạnh vài câu rời đi. Giang giật con người nhất chuyển, thân thể nhanh chóng hướng hải đảo biên giới phóng đi, tiếp tục tại hải đảo bên trong đợi, sớm muộn sẽ bị người phát hiện chân ngựa, không bằng vọt thẳng đi thuyền lớn, tìm kiếm chiến vô song tiền vạn quán. Hưu, rất nhanh hắn đã tới bờ biển, dùng hắc sắc nguyên lực quán chú con mắt tăng cường thị lực, hắn dõi mắt trông về phía xa, tìm kiếm chiến ra tiền ra thuyền lớn. Kim tiền báo cờ xí, hắn rất nhanh khóa chặt bên trái đằng trước một chiếc thuyền lớn, trên thuyền kia cắm tiền ra kim tiền báo cờ xí, hắn thân thể cấp tốc lao nhanh, thẳng tắp hướng trên thuyền lớn chạy như bay, nhưng còn không có tới gần tiền ra mấy cường giả tựu ra bong tàu bên trên, quát khẽ người nào dừng lại là ta, Giang giật cười tủm tỉm mở miệng nói, trong tay hỏa linh châu lặng yên lóe lên, một tấm lệnh bài xuất hiện, hắn hướng bong tàu bên trên ném mạnh mà đi, đồng thời thân thể cũng vọt lên, người giữa không trung quát khẽ nói, vạn quán thiếu ra tại không ta có chuyện quan trọng cầu kiến. Mọi người gặp Giang giật phi thân mà lên, toàn bộ khẩn trương lên, nguyên lực vờn quanh vì thời chuẩn bị công kích. Nhưng này tên tiếp vào lệnh bài thần du cường giả tối đỉnh lại đột nhiên quát khẽ toàn bộ dừng tay, hắn là Ha ha ha, lão lưu a người cái khốn nạn thế mà còn nhớ rõ ta. Giang giật nhìn người nọ muốn báo ra danh hào của hắn, mà lại hai đầu gối mềm nhũn liền muốn quỳ xuống, vội vàng bay đi, ôm chặt lấy lão giả này cười lên ha hả, đồng thời hạ giọng nói, khác đừng quỳ xuống, khác đừng bại lộ thân phận của ta. Tiền gia thần du cường giả tối đỉnh lập tức kịp phản ứng, lặng lẽ cùng những người còn lại làm thủ thế, thân mật ôm Giang giật hướng trong khoang thuyền đi đến. Giang giật vừa rồi thẳng tắp vào tới, thế nhưng là kinh động đến phụ cận mấy chiếc thuyền lớn cường giả, nếu là vừa rồi báo ra giang giật danh tự hoặc là quỳ xuống giang giật thân phận sẽ lập tức bại lộ giật thiếu vừa tiến vào tầng bên trong buồng nhỏ trên tàu lão giả này lập tức đối giang giật quỳ xuống mấy người còn lại đôi mắt sáng lên bịch bịch quỳ xuống một mảnh bọn hắn sớm tiếp vào đưa tin giang giật muốn đi qua không nghĩ tới hắn thế mà đến mức như thế nhanh chóng người trong nhà quỳ cái gì quỳ giang giật gỡ xuống bách biến mặt nạ lộ ra chân dung nhếch miệng cười nói vạn quán đâu vô song bọn hắn ở đâu con thuyền A? Giật thiếu, lão giả cung kính trả lời, thiếu tộc trưởng cùng vô song thiếu gia, phân phỉ công chúa đều đi tham gia thiên nhu tiểu thư yến hội đi, nếu không ta phái người đem các nàng gọi trở về. Không cần, chuẩn bị cho ta điểm đồ ăn, chết đói ta. Giang giật khoát tay áo, duỗi lưng một cái, dự định ngay tại tiền vạn quán cái này ở, mỗi ngày ăn ngon uống sướng, không có chuyện còn có thể tìm hiểu hạ vô thuật, chờ mọi người tìm tới huyền phong, hắn cuối cùng xuất thủ cướp đoạt sau đó cao chạy xa bay liền thành lão giả vội vàng vẫy lui mọi người tự mình đi an bài mỹ thực giang giật thoải mái nằm tại trên giường lớn chuẩn bị ăn uống no đủ hào hào ngủ một giấc a à, vù vù xoạt sau một lát cơm canh còn không có đưa tới bên ngoài lại truyền đến một đạo tiếng ồn ào còn có một người thấp giọng không ngừng kêu thảm giang giật nhướng mày mang lên mặt nạ đi ra ngoài ánh mắt quét qua phát hiện tiền gia hạ nhân thế mà dơ lên một cái máu me khắp người võ giả đi trở về, toàn bộ trên mặt người đều là oán giận chi sắc. Tình huống như thế nào? Giang giật đưa tới lão giả kia hỏi thăm, người kia lập tức nhỏ giọng cùng Giang giật giải thích nói, thiếu tộc trưởng tại trên yến hội bị người của tiêu gia châm chọc khiêu khích, không ngừng ước chiến khiêu khích, tiền cương nhìn không được tự xuất chiến, lại bị đánh thành trọng thương. Tiêu gia tiêu long vương tử tôn hừ hừ, rất có loại A, lại dám khi dễ nhà ta tiểu mập mạp đây là tìm đánh A. Giang giật mày kiếm vẩy một cái, khóe miệng cười lạnh vung tay lên nói, đi đi đi, thần du đỉnh phong toàn bộ theo ta đi, ta giúp các ngươi ra thiếu tộc trưởng xuất khí đi. chương 407, hỗn chiến vẫn là sa luân chiến. Tiền vạn quán hôm nay rất biệt khuất, không chỉ là hắn, chiến vô song cùng vân phỉ cũng rất mất mặt, hôm nay trên yến hội rất nhiều người đều tại nhầm vào các nàng, nguyên nhân rất đơn giản, các nàng là giang giật bằng hiếu. Giang giật thanh danh quật khởi quá nhanh, tuổi tác cùng giữa sân công tử tiểu thư không sai biệt lắm, nhưng thực lực danh vọng lại có thể cùng bọn hắn bậc cha chú sánh vai, thậm chí còn vượt qua rất nhiều người bậc cha chú. Nói một cách khác, ở đây bất luận kẻ nào cũng không có tư cách cùng Giang Giật đánh đồng, tự liền thân phận tôn quý nhất Lăng Phi Hoàng tử Lăng Nguyệt Công Chúa, Thủy Thiên Nhu đều không có tư cách này. Nếu như nói Giang Giật trước kia còn muốn dựa vào hắn lão tử danh vọng, rất nhiều người nâng lên Giang Giật đều sẽ nói là Giang Biệt Ly con riêng, Giang Giật người này tự đại biểu chính hắn, căn bản không cần mượn bất luận người nào uy danh. Đại Hà Quốc nhiếp chính vương, Đại Hà Quốc vua không ngai, thiên huyền quốc quốc sư, phu thần truyền nhân, có thể làm cho Vân Kình ban ngày cùng ngân hoa bà bà đều cúi người chào mãnh nhân. Cứ việc ở đây rất nhiều người nội tâm đố kỵ, oán hận, ngoài miệng một mực nhục mạ giang giật, nói hắn đi vận khí cứt chó, dựa vào yêu hậu, thủy u lan ra cắt thanh vân vân vân. Nhưng tất cả mọi người kỳ thật đều biết, các nàng không bằng giang giật, bởi vì không bằng cho nên bọn họ mới có thể càng thêm ghen tị và oán hận. Lang Phi, Lang Nguyệt không cần phải nói, tại trong lòng các nàng giang giật trước kia là lang ra một con chó, con chó này làm phản rồi. Hạ Phi Ngư trước kia đối giang giật có hảo cảm, giang giật phản quốc sau tự triệt để chán ghét, đến đằng sau đánh chết hạ vô hối, giang giật càng là biến thành hạ gia tử địch. Thủy Thiên Nhu cùng giang giật ân oán không cần nói nhiều, độc cô nhạn mấy tháng trước bị giang giật làm nhục một trận, trong sân mấy cái thân phận chân quý nhất đại mỹ nữ cùng giang giật cũng đã có tiết, thánh linh quốc thần võ quốc bắc mãng quốc bắc lương quốc rất nhiều công tử tiểu thư bởi vì chính mình quốc gia đối giang giật cũng không có hảo cảm sở dĩ giang giật mấy người bằng hiếu tới tham gia yến hội không thể tránh khỏi muốn bị châm chọc khiêu khích đến đằng sau một chút công tử vì lấy lòng các vị tiểu thư công nhiên phái thủ hạ ước chiến thế là tiền cương tựu bị trọng thương vô song đại ca chớ làm loạn thủy thiên nhu cưỡi siêu cấp thuyền lớn buồng nhỏ trên tàu trong chính sảnh Tiền vạn quán lôi kéo mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ chiến vô song thấp giọng khuyên nhủ. Tiền cương mới được mang ra đi trên mặt hắn nhưng không có nửa điểm tức giận ngược lại cười nhẹ nhàng trái lại chiến vô song một tấm khôi ngô mặt đều vặn vẹo biến hình. Ha 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 đối diện ở giữa ngồi một tên người mặc tử sắc cẩm bào công tử trêu tức nhìn qua chiến vô song nói thế nào chiến công tử tức giận thủ hạ chơi đùa trợ hứng mà thôi không đáng a ngươi nếu là cảm thấy không thoải mái nếu không kéo các ngươi ra người ra chơi đùa vô song chớ làm loạn ngồi bên cạnh vân phỉ lôi kéo chiến vô song toàn trường đều tại nhằm vào ba người các nàng một cái không tốt thủ hạ của các nàng sợ là đều muốn bị khiêng đi ra mà lại đắc tội nhiều người như vậy đối chiến ra về sau phát triển cũng không tốt hừ chiến vô song ngạo nghễ đứng dậy sắc mặt ngược lại khôi phục bình tĩnh ánh mắt xa xa nhìn chằm chằm tiêu ra đệ nhất công tử tiêu thiên hồ âm thanh lạnh lùng nói thủ hạ đùa có ý gì không bằng hai người chúng ta chơi đùa như thế nào tiêu thiên hồ nghe nói ngươi là nhà các ngươi thế hệ này tối cường thiên tài tiêu long vương quốc sư rất là yêu thích ngươi vô song ngược lại là muốn kiến thức thoáng cái bác mãng quốc đệ nhất công tử vô thượng phong thái a à, toàn trường yên tĩnh im ắng tình thế tựa hồ thăng cấp cái này yến hội các công tử tiểu thư phái thủ hạ luận võ cái này tại đại lục một mực rất phổ biến nhưng chủ tử cơ bản cũng sẽ không xuất thủ dù sao bọn hắn thân phận tôn quý đả thương ai cũng không tốt mà lại cũng dễ dàng để hai nhà triệt để trở mặt vạch mặt tiêu thiên hồ khóe miệng nụ cười ngưng kết sắc mặt trở nên âm trầm mắt hổ bên trong hàn quang lấp lánh chiến thần nhất tộc cường đại không cần hoài nghi chiến vô song thực lực mặt ngoài thực lực tại hắn phía dưới nhưng chiến ra thế nhưng là đặc thù